Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe tập truyện của tác giả Sư An. Tập truyện này rất là hay và cũng khá là dài nên thuận phải chia thành hai phần khác nhau. Và tối ngày mai thì chúng ta sẽ đón nghe phần kết, còn ngay bây giờ mời tất cả quý vị đến với phần đầu của câu chuyện rất hấp dẫn ngày hôm nay. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội là nơi mỗi chúng ta sinh ra lớn lên được chăm lo về vật chất lẫn tinh thần là nơi chúng ta được sống trong hạnh phúc yêu thương ở cõi vô thường này mấy ai còn lạ lẫm với khái niệm bạo lực gia đình nó đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trong chính cuộc sống của mỗi người chúng ta bạo lực gia đình một cụm từ ngắn gọn chỉ cho những hành động độc ác vô nhân tính vô đạo đức không còn nhân phẩm của một số người trong xã hội hành vi đó xảy ra trong phạm vi gia đình giữa các thành viên với nhau sau đây là câu chuyện với các góc nhìn của những nhân vật khác nhau nhưng đều cùng là nạn nhân của việc bạo lực và thiếu thốn tình cảm từ gia đình của chính mình một câu chuyện đặt dưới góc nhìn và hoàn cảnh của nhân vật kiều mi một cơn mưa cháy mùa vội vã và dai dặn trong con hẻm nhỏ lập lòe chỉ có ánh sáng hắt ra dưới những ngọn đèn cao áp một chiếc xe gỗ với dăm ba chiếc ghế nhựa với một người bán một người phục vụ thường thì chỉ có hai vợ chồng thay phiên nhau bán tiếng lách cách lách cách vẫn đi xa đi xa như một ca khúc hòa tấu dài chiếc xe hủ tiếu vẫn không cần phải rong ruổi nữa nó cố định ở đâu đó một chỗ một khu vực bắt đầu từ buổi chiều khi tan tầm khi màn đêm từ từ buông xuống khi những cơn mưa rông nặng hạt bão bụng cái hay của hủ tiếu là nó không làm người ăn nặng bụng vì nó chỉ làm cho qua cơn đói nó không làm cho người ta bỏ bữa nó là một thứ hỗn hợp đánh lừa vị giác một cách tuyệt hảo khi bạn đang cần phải nạp năng lượng để quên đi một cái gì đó thì tô hủ tiếu trong mưa sẽ làm cho bạn ấm lòng. Hoặc chỉ đơn giản là thứ phù hợp với những học sinh thích ăn ngoài như nhóm của Thủy vậy. Chúa cho tụi con ba tô y như cũ nha. Ok luôn. Ngồi xích vô máy hiên coi. Coi trường mưa tạt nha mấy đứa. Vợ chú bán hủ tiếu vẫn rất thân thiện và tốt bụng nhắc nhở đám học sinh. Vừa ngồi xuống cái ghế nhựa mì đã réo lên. Thủy và Thanh cũng vừa vặn để cặp xuống cái ghế bên cạnh. Bộ ba của bạn thân học cùng với nhau từ năm mới lên lớp 10. Năm nay cuối cấp cũng đã được tính là thân quen. ấy vậy mà mỗi đứa lại một hoàn cảnh, đều là bi đát như nhau. Kiều My là đứa đầu sỏ trong nhóm. Cái vẻ ngoài tinh nghịch có chút quẩy phá cũng đồng nhất với cá tính bên trong của nó. Học lực thuộc dạng tầm trung không quá giỏi nhưng cũng không đến mức tệ Có thể xem là một học sinh cá biệt Khi chưa bao giờ thấy nó mặc áo dài Mặc dù trường đã thay đổi quy định Thay vì mặc 5 ngày như trước Thì bây giờ chỉ cần mặc duy nhất ngày thứ hai trào cờ ấy vậy mà nó nhất quyết không mặc là không mặc Giáo viên chủ nhiệm nói như đàn gậy tay châu Riết rồi cũng bỏ mặc Lúc trước nó ở nhà với bà Vú giúp việc Cha mẹ nó ly dị từ khi nó mới lên cấp 2 Mẹ nó lấy chồng khác Cũng sinh con Rồi hoàn tất một gia đình mới Rồi đi nước ngoài định cư Từ đó nó cũng không gặp bà Thì thoảng lòng mẫu ái nổi lên Thì sẽ gửi cho nó vài trăm đô Như để làm dịu đi Cái sự áy náy trong lòng Còn cha nó làm nghề lái tàu biển Cũng đi quanh năm suốt tháng Nghe nói lương của ông ấy rất cao Năm ngoái mua hẳn một căn nhà lầu ba tầng mới để cho thuê Nói là để làm của hồi môn cho con gái Kiều My mỗi lần nghe như vậy đều cười lạnh trong lòng Mi vì vậy cũng được xem là đại gia của nhóm Mi, nghe nói cha mày về hả? Thanh nhìn không được mà hỏi Mi đang hỉ hục ăn hủ tiếu thì khựng lại Điều bộ không vui hiện rõ lên mặt Ờ, sao mày biết? Mị hỏi ngược Hôm qua cha mày có rủ giường tao qua nhậu mà Thành cũng không vui đáp Còn Thủy lo lắng hỏi Ông có đánh mày không? Lần này mị im lặng Nét không vui càng đậm hơn Thủy không ngần ngại vén tay áo của bạn lên Trên cườm tay nhỏ Vừa vặn hiện lên những vết bầm tím Có chỗ tái xanh Những vết sẹo vẫn còn Cái mờ cái đậm cố mới đan xen chồng chéo lên nhau Giờ mới rõ lý do vì sao hôm nay mi mặc áo tay dài, thì ra là để che đi mấy chỗ bị thương. Làm gì vậy? Mặc kệ tao đi. Mi khó chịu dằn khỏi tay Thủy ra, kéo tay áo phủ xuống che lại vết thương. Thủy đau lòng ôm cánh tay của Mi, để thân thể nó dựa vào người mình. Thủy đặc biệt quan tâm Mi, Thủy vốn là nạn nhân của việc bạo lực học đường, bản tính hiền lành có phần nhút nhát của thủy lại là điều khiến những chị đại khác trong trường xem như bước đệm để thể hiện tiếng nói trong trường cả những đứa lớp nhỏ hơn cũng bình thản khi dễ thủy chị đại mi cũng như vậy nhưng không hiểu sao lại thấy thủy đặc biệt tội nghiệp vậy là dưới sự che chở của mi thủy cũng ít bị đám cá biệt kia ức hiếp hơn phần khác của mi và thủy giống nhau ở một điểm đó là đều bị mẹ mình bỏ rơi Thủy có phần đáng thương hơn khi cha nó có vợ khác, ngày ngày phải sống dưới con mắt khó chịu của mẹ kế. À không, không ai đáng thương hơn ai, đều như nhau cả. Còn trong mắt Thủy, kiểu My tuy mạnh mẽ bên ngoài, nhưng nội tâm lại yếu đuối hơn mình và Thanh rất nhiều. Thường thì những đứa trẻ hay ẩm bí lại dễ khóc hơn những đứa trẻ lầm lì ít nói rất nhiều. My vẫn là đứa đáng thương hơn đáng ghét lần nào về cũng đánh mày như vậy Thủy và Thanh đều đau lòng nói Mi dường như không để ý Vẫn cặm cùi ăn Nhưng hủ tiếu hôm nay không ngon lắm thì phải Ăn mới phân nửa đã cảm thấy nhạt nhẽo Đành phải buông đũa lấy khăn giấy lau miệng Tào cũng chọi cái chai nước ngọt vô đầu ống Cái gì? Hai đứa nhỏ không khỏi bàng hoàng Khi nghe bạn nói một cách tỉnh queo như vậy Rồi ông có bị làm sao không? chảy máu đầu một chút chứ không sao hồi sáng nay cũng không có phản ứng gì với tao ừ ai biểu ông đánh mày quá lần nào về cũng đánh mày hết tại cái bản mặt tao giống với mẹ tao nên ông mới đánh tao lần nào cũng nói câu đó nghe riết chán chết mẹ thành vẫn với thái độ bức xúc như lần đầu nghe giận cá chém thớt giận mẹ mày ghét mẹ mày thì tìm mẹ mày đánh chứ mày thì có tội tình gì mị cũng muốn trách nhưng rồi lại thôi. cha nó hận mẹ nó nhưng lại không dám đi tìm bà ta ở cách nửa vòng trái đất để xả giận. cứ chốt lên đầu một đứa trẻ vô tội như nó, lại là con gái ruột của chính ông ta. đại khái cũng thể hiện bản lĩnh của cha nó kém cỏi đến cỡ nào. về phần mẹ nó, chồng cực khổ, ngày đêm lênh đênh trên biển để kiếm tiền bỏ vào miệng cả gia đình. đã không thông cảm chia sẻ với chồng thì thôi lại xanh tật lén phén với người khác một đời thật sự quá dài tất cả cũng chỉ là ngụy biện cho sự ham muốn của bản thân cũng xem như biểu hiện của việc thiếu đạo đức phẩm hạnh cũng chỉ đến như vậy cả hai người đều có lỗi số phận cũng có lỗi nó sinh ra cũng là lỗi của tạo hóa một chối lỗi lầm của cuộc sống thì mong gì tốt đẹp thủy và thanh đều có suy nghĩ giống nhau mi trong mắt của hai đứa chính là một người vô cùng ương ngạnh ở trường chỉ có ức hiếp người khác chứ nào có mặt yếu đuối để người khác bắt nạt nhưng về nhà lại là một câu chuyện khác có lần mi kể từ ngày mẹ nó ly dị vì không chịu nổi chồng đi làm xa quanh năm suốt tháng thì cha nó cũng bắt đầu thay đổi mỗi lần ông về đều nhậu nhẹt rất nhiều khi thấy mặt mi có vài phần giống mẹ thì nổi giận đánh đập nó vô cớ bà vú thương nó nhưng cũng bất lực nhìn đứa nhỏ vô tội bị bạo hành như vậy cũng may thời gian nghỉ phép của cha nó không nhiều nên sau mỗi lần như vậy ông đều để lại một số tiền cho bà vú nuôi rồi lại đi biệt tích hai năm trước bà vú mất mì vốn thiếu thốn tình thương nay lại càng cô độc hơn nó ăn uống thất thường người đã nhỏ con lại càng thêm ốm o gầy mòn nó sớm chịu đựng từ những năm cấp 2 đến bây giờ Cũng dưỡng thành thói quen bình thản đối với thực tế Chả nó không thương nó Mẹ nó cũng bỏ nó đi Nó cũng không thèm liên lạc với bọn họ Mạng của tao là do ông bà sinh Nếu ghét bỏ thì có thể giết tao Tao chấp nhận trả cái mạng này lại cho ông ta Còn nếu cứ hành hạ tao như vậy thì có ngày Tao sẽ giết ông Mì không nóng không lạnh nói ra những lời đó nếu đã không thể báo hiếu Thì chính là bất hiếu Mi của năm 17 tuổi Sớm đã không còn muốn chịu đựng Nó lựa chọn gai góc phản kháng lại Trước những sự hành hạ của cha Sự thờ ơ của người mẹ Ở cách nửa vòng trái đất Ông đánh nó Nó sẽ đáp trả lại Hoặc cũng sẽ tự hành hạ bản thân Còn mẹ nó không muốn gặp nó Nó cũng làm ngơ Coi như không có sự tồn tại của bà ta trong cuộc đời nó những bốc đồng của tuổi nổi loạn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Nó ưa ngạnh, bắt nạt những đứa mà nó cho là yếu hơn như một sự trả thù đời. Suy nghĩ cũng đã dần biến chất hơn. Có câu nói, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Đại khái chính là trường hợp của mi Nó bắt đầu học võ karate, cũng thường xuyên dùng tiền tụ tập những đứa cá biệt khác để ăn chơi. Như một sự che giấu nội tâm tổn thương của nó Nhờ tụ tập đám bạn cá biệt ức hiếp những học sinh yếu hơn mình Mì mới có cơ duyên gặp gỡ Thủy và Thanh Nhưng từ ngày gặp Thủy và Thanh Đều là những đứa trẻ cùng chung hoàn cảnh Và số phận giống nó Mì cũng dần nhận ra Kẻ tổn thương và phải chịu đựng như nó Thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều Những chiếc cài nhọn dương lên Để phòng vệ cũng dần dịu xuống Ít nhất là trước mặt hai đứa bạn thân nó không cần phải che giấu điều gì Nó như được an ủi Bớt quậy phá hơn hẳn Thủy và Thanh hơn ai hết đều hiểu hoàn cảnh của nhau Nhưng chung quy cả ba đều là những đứa trẻ chưa thành niên Cái ăn cái mặc vẫn còn phụ thuộc vào gia đình Chỉ đành an ủi cùng nhau đi qua những năm tháng tăm tối này Có lúc không cần nói năng gì Chỉ qua từng cử chỉ Cái liếc mắt cũng đủ hiểu ý của nhau hay là tối nay qua nhà tao ngủ đi Khỏi mắc công về nhà lại bị đánh nữa Thủy đề nghị Thanh cũng hy vọng mi có thể đêm nay không cần phải về nhà mi liếc nhìn hai đứa bạn một chút rồi chậm rãi đáp Tới nhà mày rồi, mẹ kế mày có thể để cho hai đứa mình ngủ yên không? Thủy bối rối cũng không phản bác mi thấy vậy lại nói tiếp Mày cũng có hơn gì tao đâu Mẹ kế mày ngày nào chả mắng con chó chứ con mèo cái miệng bà ác vậy mà không hiểu sao ông trời cho bà dâu nữa chứ Thì bà dâu, cha tao mới lấy bà mà Thủy nhàn nhạt, nhạt, đáp Ờ, có ngày chúng giật hội là bà chết queo chứ gì Mì vẫn ác miệng như xưa Nó biết Thủy với Thanh là đang quan tâm Nhưng nó đã quen bản tánh hùng hổ hồ rồi Không quen nói những lời xến xúa Thôi đi về Về nhà mày có ổn không? Thủy vẫn lo lắng hỏi có gì không ổn sao mi ương ngạnh nhớn mày hỏi ngược lại ừm phải có gì alo cho tụi tao thanh cẩn thận dặn dò rồi ba đứa chia tay nhau ai đi về nhà nấy kiều mi đeo ba lô mặc cái áo khoác ngoài màu đen lầm lối đi dưới cơn mưa con hẻm vốn dĩ đã im lìm bị trận mưa dai dẳng lại càng vắng vẻ hơn dường như mọi người đều lười nhác ra đường chỉ muốn trốn trong nhà ủ ấm hết rồi Hàng quán cũng đã dẹp thưa thớt Chỉ những đứa cô độc thiếu thốn tình thương Không có gia đình như nó Mới lang thang ngoài đường như này mà thôi Mưa chiều lất phất và vô tình Từng giọt nước mưa tấp vào mặt Như hành hạ người bộ hành Nước mưa lạnh thấm qua lớp áo Cái lạnh dần lan tỏa Giọt nước từ cổ áo Lăn dọc xuống theo sóng lưng Khiến cả phần lưng của mi lạnh lạnh Tê dại cái cảm giác lạnh lẽo thấu thận tâm cam Kiểu mi nhách miệng cười Nó ngửa mặt lên trời Hứng từng đợt nước mưa như tát vào mặt Cảm nhận cơn đau nhàn nhạt, nhạt chạm đến làn da mỏng manh Mái tóc bị mưa ướt dính sát vào mặt Càng làm nổi bật cái dáng vẻ cô đơn Bất cần của đứa trẻ Mì cứ như vậy mà dầm mưa đi về nhà Bước chân như nặng nề hơn Con hẻm nhỏ vốn ngắn Nhưng dưới bàn chân nó đi dường như dài lê thê hơn Kéo theo đó là tâm trạng nặng nề Hy vọng con hẻm dài hơn một chút Tốt nhất là vô tận Không có điểm dừng Để nó khỏi phải trở về Cái nơi địa ngục trần gian Gọi là nhà kia Cuối cùng cũng phải về Đứng trước cửa nhà của mình Mì tự nói với bản thân Kèm theo đó là nụ cười khinh khỉnh bất lực Nó định mở cửa ra Thì phát hiện cửa nhà bị khóa ngoài Tức là cha nó không có ở bên trong Chẳng lẽ ông ta đã đi rồi sao Mi thầm nghĩ Một tia vui mừng chợt lóe lên Nhưng rất nhanh chóng đã tắt ngúm Khi nhớ đến ông ta nói ở tận một tuần mới đi Hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba Hẳn là không thể đi sớm như vậy Ngày lái tàu biển rất đúng quy tắc Lễ phép hay ngày nghỉ Đều được quy định rất chính xác Ít khi nào có ngoại lệ Mi lại thở dài Nó lấy chìa khóa tra vào ổ Rồi mở cửa nhà đi vào Căn nhà rộng vắng hoe một màn tối tăm ảm đạm Dường như không hề có hơi người Vắng lặng và u ám Mi thở dài Bật công tắc đèn Từ năm bà vú mất Mi vẫn sống một mình Cuối tuần sẽ có người đến dọn dẹp một chút Sẽ không có người nào có thể thay thế Người đã ở lâu như bà vú Mi cũng không thích có người lạ Bước vào cuộc sống của nó Mì bước vào bếp Mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi đi về phòng Hiện nhiên đẩy dưới nền gạch là đống vỏ lon bia Và trên bàn ăn tàn tích bữa nhậu đêm qua của cha nó Nó thuận thế đám mạnh cái vỏ lon bia ba số 3 Ở gần chân mình nhất Vỏ lon bia bị lực đá văng xa Bay vào chân tủ lạnh kêu lên mấy tiếng Như phá tan bầu không khí nặng nề Mi hài lòng hơn một chút nhếch mép cười rồi quay người đi lên lầu 2 Trở về phòng của nó Nó cũng không thèm khóa cửa Cứ để như vậy Lát nữa ông ta có về thì tự mà mở Có một thói quen mà mi nhiều năm nay vẫn không đổi Đó là thắp nhang cho ông bà nội Cái bàn thờ được đặt ở phía trước của lầu 2 Gần phòng của nó nhất Vừa đặt chân lên cầu thang Sẽ được gặp ông bà nội đầu tiên đó là chủ ý của mi Loại nhang phúc linh có hương thơm thoang thoảng của lá khuyên điệp và quế Loại nhang mà bà nội mi lúc còn sống hay mua về thắp bàn thờ Bà bố sau này cũng theo thói quen Khi hết nhang đi chợ sẽ vẫn mua loại này Và mi bây giờ cũng như vậy Hương nhang được thắp lên thì tất thầy đều thấy ấm lòng Mùi hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa khắp không gian Tạo thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong lòng nó Loại hương thơm này khiến mi cảm giác an toàn Như khi có ông bà nội bên cạnh Căn nhà có thể bừa bộn Nhưng bàn thờ ông bà nội nó nhất định phải giữ sạch sẽ Bộ đồng phục thể dục thấm đẫm nước mưa lúc này nặng nề vô cùng Cơ thể cũng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh thấm đẫm trên da thịt nhiều hơn một chút Mì khẽ dùng mình Nó mở tủ lấy một đồ mới Rồi đi vào nhà tắm Làn nước ấm nhàn nhạt, nhạt bốc hơi mờ ảo mì ngã người vào bồn tắm, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp. Làn da vừa trải qua cái lạnh đột ngột được ngâm vào nước ấm có chút không quen, co rán một chút rồi mới dần dần ổn định. Lúc này Mimi chợt nhận ra cơ thể mình đau nhức, mệt mỏi vô cùng. Nhìn mấy vết bầm trên tay nó lại bật cười, rồi dùng tay ấn mạnh vào đó, cố tạo ra cảm giác đau đớn. Vết bầm tím ấn vào hiển nhiên sẽ đau nhưng tinh thần nó lại thoải mái vô cùng, tự như cảm giác đã đau rồi thì không thể đau hơn được nữa. Cũng không gì có thể khiến nó sợ hãi, mi lim dim nhắm mắt hít thở nhẹ nhẹ. Dần dần mi lạc vào mộng cảnh, mộng cảnh trắng xóa không gian như trở về 7 năm trước. Mi Mì thấy mình trở về năm 10 tuổi, mỉm cười nhìn con bé mặt tròn chỉnh, trắng hồng, thắt hai cái bím tóc nhỏ lót hoắt trong chiếc đầm công chúa trắng hớn hở leo lên xe theo cha mẹ về thăm ông bà nội chiếc rim trắng đen ỉ ạch đèo ba người chạy bon bon trên đường phố tấp nập căn nhà với cánh cổng sắt rỉ sét trong sân đầy những loài cây kiểng uốn như công như phượng còn bé bỏ dép chạy vào nhà nền gạch tàu nham nhám xưa cũ nhuốm màu của thời gian bà nội mặc bộ bà ba vải sa tanh trắng sạch sẽ tươm tất ngồi ở bộ phản lặt mớ đau muống chuẩn bị xào tỏi ông nội tóc muối tiêu cái áo thun ba lỗ trắng ngà cặp kính lão dày cộm trễ xuống sóng mũi ngồi ở ghế bố đọc báo khung cảnh thân quen ấm áp đến lạ thường ôi cha cháu nội tôi về kìa bà ơi ông nội gấp tờ báo lại nói lớn thông báo tin tức cho bà nội ở trong nhà tiếng nói của ông bà nội cứ văng vẳng bên tai của kiều mi trầm ấm êm ái đặc biệt quen thuộc và dễ chịu tựa như cái thứ nhạc không lời xoa dịu và chữa lành tâm trạng mỗi khi tâm hồn lạc lối thế nhưng cơn mộng đẹp không duy trì được lâu mộng cảnh xoay chuyển một cách nhanh chóng nhanh đến mức mi không kịp thích nghi với khung cảnh mộng mơ mới ngôi nhà mới khang trang hơn âm thanh tiếng ly tách đổ vỡ như đâm vào tai hình ảnh đêm ác mộng hôm ấy lại ùa về như mơ như thật Mẹ nó kéo theo một cái vali lớn chuẩn bị rời khỏi nhà. Mi 12 tuổi khóc sướt mướt, nước mắt nước muối chạm hoàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai bím tóc cũng bị rối bời, ánh mắt cầu xin nhìn mẹ. Nó sợ bị vứt bỏ lại. Ấy vậy mà người mẹ đến nhìn cũng không nhìn lấy nó một cái. Kiểu Mi 12 tuổi dường như ý thức được sắp bị bỏ rơi. Nó lại gào khóc bố lấy vạt áo mẹ nó. Mẹ đừng bỏ con lại mà mẹ Cho con theo mẹ đi Mẹ ơi Thành ngầm non nớt run rẩy cầu xin Đáp lại vẫn là một giọng nói đạm mạc cương quyết Mẹ xin lỗi Nhưng một đời thật sự quá dài Mẹ không thể chịu đựng được nữa Ở lại với cha con đi Ông ta có điều kiện lo cho con hơn mẹ Lớn lên mong con sẽ hiểu Bên trong vang lên giọng nói lẻ nhẹ của người cha đang say rượu Cha nó thô bảo giật thân thể nhỏ bé của mi lại không cho mi bám víu lấy mẹ mình nữa hơi rượu nồng nồng cay cay vạ vào trong không khí lấn áp hết mọi thứ thứ mùi kinh khủng ám ảnh cả tuổi thơ của nó à, để cho nó đi đi cái thứ đàn bà lăng loạn mất lên ừ, đi cho khuất mắt tao ừ. cánh cửa mở toang bóng người dần nhỏ lại rồi khuất dần sau con hẻm mùi hương nước hoa vẫn còn lưu luyến quẩn quanh chớp mũi hồng rồi cũng sớm tan đi để lại một màn không ảm đạm vị của nước mắt mặn mặn kiểu mi như một người xem đứng bên cạnh chứng kiến lại những gì trong quá khứ vẫn đau đớn vẫn dằn vặt y hệt như lúc nó mới xảy ra cảm giác tim mình khẽ nhói lên một cái đau đớn ôm lấy lòng ngực một giọt nước mắt nóng ấm khẽ lan dài trên má mi cố cắn chặt môi mình để không khóc nữa nó muốn tỉnh dậy không muốn tiếp tục phần sau của giấc mơ mà nó biết không phải là những điều tốt đẹp gì cơn đau chuyển đến khiến nó tỉnh giấc cảm nhận hơi nước ấm trong bồn cũng đã dần trở lành không biết đã ngủ qua bao lâu mi nhìn xung quanh một lúc rồi dần lấy lại nhận thức hóa ra cũng chỉ là mơ một giấc mơ có ngọt ngào có đắng cay Giấc mơ giống như thật mà nó khóc cũng là thật Đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên má nó bật cười Mì chẳng biết mình cô đơn đến mức nào Cho đến khi có hàng tá chuyện muốn kể Nhưng lại không biết kể cùng ai Mì nhanh chóng rời khỏi bốn tắm Giặt tay bộ đồ đồng phục thể dục Rồi đi ra lan can phơi lên xào Bên ngoài trời vẫn mưa dai dẳng Bầu trời ảm đạm hệt như tâm trạng nó lúc này nó rất nhớ ông bà nội cũng như nhớ người mẹ đã bỏ nó đi không biết với mái ấm gia đình mới liệu bà ta có đang hạnh phúc hay không con hẻm bên dưới chỉ leo lét một ánh đèn vàng vọt soi đậm những giọt nước mưa thi nhau rơi xuống chạm đến mặt đường tạo thành một vòng tròn lay động rồi tắt ngấm mỹ đóng cửa lan can rồi đi vào phòng nó nhếch mép cười khi thấy bộ đồng phục thủy thủ của cha nó trắng tinh được ủi thẳng tắp không nếp nhăn trên giá nó lấy tay quẹt một vết dơ lên đó rồi hài lòng đi về phòng của mình đóng cửa lại min nằm đọc truyện tranh một chút đến gần 11 giờ thì nghe loáng thoáng dưới lầu có tiếng mở cửa đoán chắc cha nó về chân mày không tự chủ mà cong lại thành một đường dứa chán nó gấp cuốn truyện lại rồi tắt đèn phòng căn phòng tối tăm im lìm cũng như chủ của nó chỉ muốn biến mất bốc hơi khỏi cuộc sống này kiểu mi nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ nó thầm mong đêm nay cứ yên ả à như vậy mà trôi qua không gian dần trở nên vắng lặng chỉ có tiếng mưa tí tách nhỏ nhỏ lọt vào phòng khiến nó có chút bí bách ngột ngạt cả tiếng ồ ồ từ máy điều hòa cũng rõ rệt hơn mi xoay người ôm con sâu bông dài của mình lim dim hỏi hai mí mắt nhíu lại sắp đi vào giấc ngủ bỗng mở to ra mị nghe thấy có tiếng chân đi lên cầu thang nó co người lại con sâu bông bị mi ôm chặt đến mức co lại tiếng chân mỗi lúc một gần rõ ràng hơn nặng nề hơn bước chân dừng lại ở trước cửa phòng im lặng một lúc mi nín thở căng hết những dây thần kinh chờ đợi nhưng vẫn không có động tĩnh mi lắng tai nghe thật lâu vẫn không có gì khi các dây thần kinh dần thả lỏng tâm trạng căng thẳng dần buông thì bất chợt lại phải dựng lên thời gian chậm chạp trôi qua như hành hạ tâm trí của người mới bên trong ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nhưng bóng ma tâm lý của quá khứ ùa về mì đùn rậy cơ thể làn da bị cánh lạnh của điều hòa tra tấn từng đợt da gà xa cóc nổi lên tim của mi như giật thót lên một cái khi tay nắm cửa rung lắc người bên ngoài có lẽ đang nắm tay cầm muốn mở cửa nhưng mi đã khóa lại tay cầm xoay một chút không mở được thì im lặng mi bừng tỉnh người cắn mắt chờ đợi con dao thái lan dưới gối đã bị tay của nó nắm chặt ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ bờ môi mím chặt môi dưới bật máu một mùi vị tanh tuổi chuyển đến như kích thích vị giác và khứu giác mi hít một hơi thật sâu chờ đợi và tiếp nhận những gì sắp xảy ra tiếng chân dần đổi hướng chậm chậm đi vòng ra phía trước nơi có bàn thờ tổ tiên có tiếng ma sát của quẹt diêm hương nhang hè nhẹ nhẹ lan tỏa mi người được mùi của lá khuynh diệt và quế tâm tình cũng không dần được an ổn cảm giác được an ổn hơn một chút nhưng cũng không vì vậy mà nơi lòng cảnh giác Một lúc sau mới trở về hướng cầu thang mà đi xuống Tiếng chân dần nhỏ lại rồi mất hút Mị thở hắt ra một hơi Đôi mắt cay xè vì căng hết cỡ từ nãy đến giờ Hai bà vai cũng theo đó mà buông lòng Mí mắt rú xuống mệt mỏi dần Chìm vào giấc ngủ chập chờn. Đồng hồ điểm vừa đúng lúc 12 giờ đêm Đồng hồ báo thức có đúng 6 giờ 30 phút Mì mệt mỏi Hai hốc mắt cay xẻ về một đêm ngủ không sâu giấc Nó ướn người tắt chiếc báo thức Rồi lại lười nhác nằm xuống giường Hơn 5 phút sau mới lại mở mắt Chớp chớp nhìn lên trần nhà một chút Mì bật ngồi dậy chuẩn bị tắm rửa thay đồ đi học Vừa bước xuống tầng dưới đã phát hiện phòng khách không khác gì bái chiến trường Nền gạch bông trắng chi chít những dấu chân dép dính đầy đất cát Cả cầu thang cũng như vậy Không khó đoán đêm qua cha nó đã mang dép đi bên ngoài đường về đi vào khắp nhà Vỏ lon bia hôm qua đã nhiều Số lượng hôm nay lại như được nhân lên gấp đôi Có cảm giác bán vé chai chắc cũng đủ mua Lại một thùng bia ba số Mì đá một lon bia dưới chân Tiếng vỏ lon bia lột cột vang lên cũng dễ chịu hơn một chút đánh tan đi cái vẻ tiêu điều bây giờ căn nhà nồng nặc của thứ hỗn hợp khô mực và men phảng phất đâu đó là mùi của ói mửa ngây ngáy mì bịt mũi bước chân đi cũng nhanh hơn nó muốn nhanh một chút rời khỏi cái ổ chuột này vừa đến cửa nhà nó đã thấy thân xác quen thuộc nằm chắn ngang trước lối ra là cha nó ông ta xỉn nằm ngủ ngay bậc thềm tiếng ngáy khò khò chắc là đang rất ngon giấc. Mi không nói không rằng bước ngang qua người ông rồi mở cửa đi học. Thời điểm này cũng không còn đáng sợ như đêm hôm qua. Cha Mi khi nghe tiếng cửa mở, ánh sáng bên ngoài dọi vào thì khẽ nheo mắt vì chói. Nhưng không đủ sức cưỡng dậy, chỉ lẻ nhẹ nói với theo bóng lưng đứa con gái. Mi, Mi không đáp, cứ như vậy mặc kệ mà rời đi. Bầu trời sau cơn mưa Vạn dặm không mây Mặt trời dường như cũng đặc biệt chói chang. Ở đầu hẻm Thủy đã đứng ở đó đợi từ lúc nào Cứ nhìn vào đồng hồ trên tay Chốc chốc lại nhìn về phía của nhà bạn Mà nóng lòng Sắp chế học Cái đứa kia cũng không biết hôm qua có bị làm sao không Hôm nay có đi học được hay không Vừa thấy bóng mi xuất hiện sau hàng rào Thủy mừng rỡ vừa ngoắc tay vừa gọi lớn Mi Mi, ở đây nè Mi thoát khỏi nhà Cảm giác nhẹ nhõm như vứt bỏ được xiềng xích xuống Tự do tự tại hơn Thấy bạn vẫy gọi Cũng nhanh bước chân hơn một chút Nét mặt lãnh đạm Ánh mắt vẫn khinh khỉnh bất cần đời như mọi khi Miệng nhai nhóp nhép cục kẹo si gum vì bạc hà Đứng ở đây làm gì? Còn con Thanh đâu? Mi nhàn nhạt, nhạt hỏi Thủy cũng không vội trả lời lại chăm chú soi xét mi một chút mi lạnh nhạt nhưng không che giấu được sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt hai mắt thâm quầng thần sắc cũng không được tốt hơn là bao nó rẻ rặt có chút lo lắng hỏi hôm qua cha mày có làm gì mày không mi nhàn nhạt, nhạt đáp cũng không né tránh ánh mắt dò xét của bạn nó biết thủy lo cho nó nhưng có chết nó cũng không muốn để lộ bộ mặt yếu đuối của mình trước mặt thủy trong lòng nó Thủy là đứa đáng thương hơn Là đứa yếu đuối hiền hòa hơn nó rất nhiều Cũng không muốn vì mình Mà làm mất đi sự hồn nhiên vốn có của Thùy Mặc dù bằng tuổi Nhưng mi luôn tự cho mình trên một bậc Là đàn chị Chỉ nên bảo vệ che chở cho Thủy và Thanh Nó muốn hình tượng của mình Trong mắt hai đứa kia Là một đứa cá tính mạnh mẽ Chứng chạc Nhưng mi không biết nó càng cố tỏ ra chứng chạc Đứng đắn lại càng lộ rõ vẻ non nớt Đáng thương, đáng lo trong mắt Thủy và Thanh Bằng chứng chính là ánh mắt lo lắng nghi ngờ của Thủy đang nhìn nó bây giờ vậy Chính là không có một chút gì gọi là tin tưởng Có thật không? Thủy ngờ vực hỏi Mi bị dò xét có chút trột dạ Nó quạo quả rồi hỏi Tao nói xạo mày làm gì? Ờ ờ, ừ, không có gì thì tốt rồi Thủy im lặng không hỏi nữa Nó chợt nhớ ra phải đưa ổ bánh mì cho mi Rồi lặng lẽ đi một bên Những đứa trẻ tổn thương thường như vậy Đều nhờ những đứa không thích nói nhiều Tựa hồ như một hạt bụi trần Nhẹ nhàng bay trong gió Sau đó lại chỉ muốn hòa tan vào không khí Như chưa hề tồn tại Và cũng không muốn tiếp tục tồn tại Lúc này mi mới chợt nhớ Thủy lúc nào cũng phải đi học trễ hơn bọn nó một chút bởi vì trước tiệm tạp hóa nhà nó Mẹ kế của nó mở bán thêm cơm tấm Mà chỉ bán có mỗi buổi sáng thôi Mỗi sáng thủy Và thường phải thức sớm phụ nướng thịt Bưng cơm cho đến khi gần đến giờ vô học Nó mới được đi Bởi vậy người nó lúc nào cũng phản phất mùi khói Ấy vậy mà hôm nay Nó lại đứng ở đây Sớm hơn cả mình Mi đưa mắt nhìn như hỏi Thủy Thủy dường như cũng hiểu ý của bạn cười cười gái đầu, giải thích. Hôm qua, cha mẹ của bà Hồng lên chơi, bà kêu tao đi đâu đó chơi đỡ chờ tối về. Bà Hồng chính là mẹ kế của Thủy. Mì nghe vậy thì bực tức hỏi, giọng có hơi lớn hơn một chút. Rồi tới khi mày về là bà đã đóng cửa ngủ luôn rồi phải không? Bà nhốt mày ngoài cửa nguyên một đêm chứ gì? Thủy không trả lời, Mì lại càng tức mình thay cho bạn. Nhà đó cũng đâu phải của bà mắc gì bà đuổi mày đi hoài vậy? rồi cha mày, ông cũng không mở cửa cho mày luôn hả? ông đi làm ca đêm không có ở nhà. Thủy nhàn nhạt, nhạt trả lời, trong giọng nói xác thật là không vui vẻ gì. Mị cũng không hỏi thêm hoàn cảnh của đứa nào, đứa kia cũng hiểu rõ. nói nhiều hay vạch trần nhau ra cũng chỉ như khoét sâu thêm vào vết thương đang hở miệng, chỉ càng làm mình đau đớn hơn, chứ không có tác dụng gì. Mì lo lắng hỏi Thế rồi hôm qua mày ngủ ở đâu? Ở cái kho sau sân khấu ở nhà văn hóa huyện Ông bảo vệ cho mày vô ngủ hả? Thủy gật đầu Ông là bạn của mẹ tao nên cho tao ngủ đỡ Sáng nay tao cũng không muốn về nhà Tới đây đón mày đi học chung luôn Tao cần mày đón chắc Mì biếu môi đáp Nhắc đến từ mẹ Thủy vẫn bấn vương đâu đó một tia hy vọng Thủy không giống như mi Mặc dù đều là bị mẹ bỏ rơi Nhưng Thủy vẫn không nghĩ mẹ mình xấu Chỉ là bà có nỗi khổ gì đó Nên mới để cô ở lại mà thôi Thủy vẫn hy vọng một ngày nào đó Khi trưởng thành Sẽ thoát ly được cái gia đình mới của cha Và được sống cùng với mẹ Mình nhìn thấy tê hy vọng hoang đường ấy của Thủy liền dập tắt đi Nhắc tới mẹ cái Mắt mày sáng lên coi kìa Bà ta nếu mà tốt thì đã không bỏ đi rồi Đừng có mà hy vọng nữa nhưng tao Tao vẫn thương mẹ tao Thủy mỉm cười tươi tắn nhìn mi Có lẽ là như vậy Tâm tính của mỗi người là mối khác nhau Của một hoàn cảnh Người thì lựa chọn phấn uất Hận đến thấu xương Nhưng có người lại chọn cách tha thứ Chấp nhận để có chút hy vọng Để có cái gọi là ánh sáng Ở cuối con đường Chỉ có thể kiên trì đi hết Mới xứng đáng nhận kết quả tốt mi và thủy đi bộ đến cổng trường vừa vặn gặp được thanh nét mặt của thanh cũng không tốt hơn là mấy hôm qua mưa về trễ nó cũng bị cha dượng làm một trận ba đứa trẻ chưa thành niên họp nhau cùng đi vào lớp hôm nay có tiết hướng nghiệp vào buổi chiều nên cả ba đều ở lại trường buổi trưa sẽ ăn cơm ở căng tin sau đó ngồi nghỉ ở hàng ghế đá phía sau sân thể dục chỗ đó có mấy cây bàng bóng dâm mát Mi muốn đi chơi nét nhưng Thủy và Thanh không muốn đi. Trời nóng nực, chen chúc ở quán nét người mùi mồ hôi chứ có sung sướng gì. Ở đây gió hiu hiu mát mẻ, ngủ một giấc buổi chiều tỉnh táo học không sướng hơn sao? Thủy cũng gật đầu đồng tình, mặc dù trước nay chưa dám phản bác ý kiến gì của Mi. Có lẽ Thủy cũng thật sự xem Mi như người đặc biệt hơn là bạn học. Có cảm giác Mi mang đến sự yên tâm là chỗ dựa an toàn và đáng tin cậy. Mị cứu nó khỏi đám học sinh, hổ báo kia. Mị chán trường nằm dài trên băng ghế đá, liếc mắt ngó thấy Thanh vẫn đang chăm chỉ với cuốn đề cương tiếng Anh dày cộm, thì mới hỏi. Ê Thanh, mày cố gắng học tiếng Anh như vậy, bộ muốn vào đại học hay gì? Thanh không ngần ngại gật đầu. "Ừ, ờ, không chỉ đầu đại học đâu, mà tao còn muốn lấy học bổng để... Nó ngừng cây viết trên tay một chút Ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời Lát sau mới chậm chậm nói tiếp Để thoát khỏi cái nơi này Thủy và mi dường như cũng hiểu được hàm ý trong câu nói ấy của Thanh Nhưng đứa trẻ sống cùng một hoàn cảnh Rất nhanh bắt được suy nghĩ của nhau Trong ba đứa có thể nói Hoàn cảnh của Thanh là khó diễn tả nhất Nói là khổ thì cũng không khổ Nó sống với mẹ và cha dường cha dượng nó kinh doanh vật liệu xây dựng rất khá giả chăm lo đầy đủ cho mẹ con nó năm trước mẹ nó bất ngờ mất vì tai nạn nhà nội không nhìn mặt nhà ngoại cũng không nuôi nổi nó nó không có chỗ để đi đành phải sống tiếp cùng một nhà với cha dượng đó mới chính là nguyên nhân nó khổ cũng không biết ông cha dượng có làm gì nó hay không mà nó chưa một lần hé răng chỉ thấy nó suốt ngày cứ buồn buồn ít nói ít cười hơn hẳn lúc trước khi mẹ nó mất thủy thì không giống như thanh nó không có ý định thi vào đại học nó chỉ mong mau mau để tốt nghiệp lên thành phố kiếm một công việc gì đó ổn định một chút tìm mẹ nó và sống với bà như bù đắp lại khoảng thời gian mẹ con xa nhau my là đứa long bong nhất nó không muốn học đại học cũng không muốn đi làm chỉ muốn tiếp tục cuộc sống vô lo vô nghĩ Nước chảy đến đâu thì nó trôi đến đó Có thể như lục bình trên sông thả trôi đáy lòng Dù gì vấn đề tiền bạc nó chưa bao giờ phải lo nghĩ Bầu trời trong xanh, những đám mây hứng hở trôi qua Bầu trời của thời niên thiếu vừa rực rỡ vừa chói chang Đã qua rồi thì không thể nào trở lại Sau những tiết học cuối cùng của ngày Tiếng trống quen thuộc dồn dập vang lên hàng hàng lớp lớp học sinh trong những bộ đồng phục năng động lũ lượt chen chúc nhau đi ra phía trước cổng cũng không ít phụ huynh đứng đợi số khác có xe đạp xe máy tự đi về thành ơi giường ở đây nè thành một người đàn ông cao to mình mặc một chiếc áo sơ mi cọc tay gọn gàng ở bên kia đường gọi lớn thanh vừa nhìn thấy ông ta nét mặt đã trùng xuống nó quay lại nói với hai đứa bạn Tao về trước Hôm nay không đi ăn với tụi bay được rồi Thủy cũng nhìn thấy Thanh có người đến đón Lại là đi xe ô tô đến đón Nên biết nó không thể không theo cha dượng về Ờ vậy mày về đi Mì cũng nhìn theo bằng ánh mắt không yên lòng Trong lòng cũng là mở đoán được một số chuyện Nhưng thật sự không muốn nó quá rõ ràng Vì càng thực tế lại càng đau lòng Chỉ thầm mong Thanh sẽ lấy được học bổng sớm một chút thoát khỏi tình cảnh này. Mày cũng muốn về luôn hay gì?" Mi nhướng mày hỏi Thủy, khi thấy điều bộ nó cũng thấp thỏm như đang chờ đợi ai đó. Nghĩ cũng thật tò mò khi mà Thủy có ai khác để tiếp xúc ngoài nó và Thanh. "Ờ, hôm nay bà Hồng với cha tao đi công chuyện kêu tao về coi trường tiệm." Thủy cũng nói dối không chớp mắt, nó né tránh cái ánh mắt nghi ngờ của Mi mi dò xét nhưng không nhìn ra được kẽ hở đành buông tha cho nó đi về vậy mày về đi tao mà biết mày nói gạt tao thì đừng có trách nha mi dí dí cùi trò vào người thủy ra chiều muốn đánh nó tiện tay giật bịch snack bí đỏ trong tay nó xem như tịch thu thủy cười cười rồi chạy tuốt hòa và đám học sinh đang lũ lượt rời khỏi cổng trường cứ ngỡ là nó có người yêu mi nhìn theo cũng khẽ mỉm cười Lâu lắm rồi nó mới thấy Thủy vui như vậy Cũng không cần biết lý do Vì sao nó vui Miễn nó vui một Niềm vui hiếm hoi như vậy là được rồi Nếu gặp đúng người Gặp nhiều hơn một chút cũng tốt Cũng nghĩ thầm phải điều tra xem Người yêu nó là ai mới được Mì cũng không còn ai để rủ đi chơi Đi ăn nữa Nên đành lội bộ về nhà định bụng tắm một cái cho mát mẻ rồi sẽ đi ra tiệm nét chơi game. Nó nạp không biết bao nhiêu xu vào con game Boom Online. Rồi mà tuần trước bị hách mất, nó vẫn cay cú đến tận bây giờ. Đến trước cửa nhà, thấy bên ngoài không khóa, nó biết là cha nó vẫn ở nhà. Nó thở dài, buồn bực mở cửa đi vào. Nó cố gắng không nhìn, một mạch đi lên phòng. Nhưng vừa đến phòng khách nó đã trốn mắt ngạc nhiên Căn phòng khách lúc sáng vẫn còn như bãi rác thành phố Bây giờ vậy mà sạch sẽ vô cùng Mấy vỏ lon bia đã được thu dọn Nền gạch bông sạch bóng Vẫn còn thơm mùi chanh bạc hà Của nước lau sàn Trong bếp lại có tiếng động Mùi thức ăn bay bốc lên thơm phức Là món cá kho tiêu Có cả mùi của lá thơm Chắc chắn là canh chua Bị bất giác nhớ đến bà Vũ Nó mừng rỡ rồi tâm trạng lại nhanh chóng trùng xuống Bà vốn mất rồi Nó lại nghĩ chắc đã giúp việc thời vụ mới Mà cha nó gọi đến để dọn dẹp Nghĩ vậy nên mi xoay người đi xuống bếp Xem mặt mũi một chút Nó chưng hửng khi thấy người đang đeo tạp dề Loay hoay với chảo cá lóc kho tiêu Ấy vậy mà lại chính là ông tâm cha của nó Cái hình ảnh này dường như đã rất lâu Rất lâu rồi mi mới lại được thấy lại Chớp mắt một cái khung cảnh ngày xưa dường như tái hiện ngay trước mắt mi đột nhiên nảy sinh ảo mộng có phải hay không một lát nữa mẹ nó sẽ từ ngoài cửa đi vào nó lại có một mái ấm gia đình trọn vẹn như ngày bé mi bất giác thẫn người nhìn chìm vào suy nghĩ của bản thân nhưng khi cha nó ngẩng đầu lên nhìn mi mới phát hiện đây vốn không phải là ngày xưa gương mặt cha nó dường như nhiều nếp nhăn hơn tóc cũng bạc thêm vài sợi So với cái bộ dạng người không ra người Ma không ra ma hồi sáng Thì bây giờ nhìn cũng tạm ổn hơn Cái mùi men bia cũng không còn nồng nặc nữa Mi Tắm rửa rồi ăn cơm đi con Hôm nay chả có nấu món cá kho tiêu Với canh chua rau muống đồng Mà con thích nào Ông Tâm nhìn đứa con gái Có mấy phần giống với vợ cũ của mình Thì lòng lại chợt lóe lên một tia lửa giận Nhưng ông cũng rất nhanh chóng Rằng xuống nhỏ nhẹ nói Ông biết đứa trẻ kia vô tội Ngần ấy năm do ông không thể quên được hình bóng của vợ Mà làm khổ con gái Thế nhưng suy nghĩ này là lúc ông tỉnh táo Chứ những lúc ông chìm đắm vào đau khổ Cảm giác hận thù kia lại lấn át ly lý trí Chiến thắng tất cả Ông lại giận dữ mà chút giận lên con gái của mình Mị nhìn người cha vừa xa lạ Vừa thân thuộc này một cách sững sờ Có chút không quen với hình ảnh đã lâu không thấy này con mắt nghi ngờ quét một lượt từ trên xuống dưới Người trước mặt này có phải là cha mình không? Hay là đêm qua uống nhiều bia rượu quá nên chúng gió chết mất tiêu rồi? Đây chỉ là hồn của ông ấy hiện về thôi Mì hoàng tưởng suy nghĩ Nó tự nhéo tay mình một cái rõ đau Là sự thật, không phải mơ Cũng mấy năm giờ chiều Không có ma quỷ nào lại hiện giữa ban ngày như vậy Nghĩ vậy mi mới yên tâm chút đỉnh nó lạnh lùng dứt khoát đáp Không ăn Sao vậy? Chả nấu ngon lắm Lại để ăn luôn đi Ông Tâm lại nhỏ nhẹ giỏi. Mình nhìn nồi canh sôi ủng ục trên bếp Xác nhận đây không phải là mơ Rồi lại nhìn ông Tâm thêm một cái Cố tìm ra một chút nguyên nhân Khiến ông thay đổi như vậy Nhưng rất tiếc Nó nhìn không ra Mì mơ hồ ngẫm nghĩ có phải hay không đây chính là cái mà người ta gọi là hồi quang phản chiếu. Tựa như một ngọn nến bỗng dưng cháy sáng rực rỡ nhất khi chỉ còn một cục sáp nhỏ vô định hình. Nó bốc cháy mãnh liệt bằng toàn bộ phần thân sáp còn sót lại, tạo thành một ngọn lửa vút cao và có độ nóng khủng khiếp trước khi tắt phụt và hoàn toàn chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Cũng như ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn, khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi từ hiện tượng này người ta sử dụng cụm từ này để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn khỏe mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời và bữa cơm ngon lành ấm áp này chính là lời tạm biệt cuối cùng chăng my vẫn ác miệng nói ông bị làm sao vậy bộ sắp chết rồi hay gì mà tốt quá vậy Ông Tâm bị những lời nói hỗn hào của con gái làm cho hơi khựng lại một chút. Ông biết mình cũng không thể trách nó được. Gần 10 năm nay có bao giờ mình đối xử tốt với nó đâu mà bắt nó phải lễ phép với mình. Cố nở nụ cười gượng gạo. Cha xin lỗi, tối hôm nay cha sẽ thay đổi. Không như vậy nữa, còn thả lỗi cho cha có được không mi? Nét mặt chân thành, Điều bộ hơi luống cuống, nắm lấy tập về. Mi nhìn cha nó có chút lạ lắm, nó nhìn sâu vào mắt ông một chút, dường như cũng không tự giác mà muốn tìm lại một chút cảm giác thân thương của ngày xưa. Rõ ràng cùng là một người, nhưng không hiểu sao lại không thể trở về được như ngày còn bé. Nếu như là Mi của năm 10 tuổi, thì chắc chắn sẽ như một con chó con bẫy bẫy đuôi, bổ nhào vào lòng của cha mỗi khi cha nó có dịp về nhà. Còn bây giờ, rõ ràng vẫn là cha nó, vẫn đứng sững sững trước mặt nó. Nhưng cảm giác vui sướng mừng rỡ ấy đã không còn Lại ăn cơm với cha đi Ông Tâm lại gọi Mi do dự một chút rồi cũng bỏ ba lô xuống Đi vào bếp Ông Tâm thấy con gái chịu ngồi xuống ăn cơm với mình thì mừng rỡ Vội lấy chén đũa ra Sới cơm nóng lên múc vào chén Ông Tâm gắp một miếng thịt ở lườn cá kho ngon lành Đặt vào chén của mi ông biết con gái không thích ăn phần bụng cá vì chỗ đó có mỡ ánh mắt mong chờ phản ứng của con bé ăn đi con xem có vừa miệng không sao hôm nay ông lạ vậy mì vẫn chưa thể tin được ông tâm vừa tháo tạp rể vừa đáp cha biết thời gian qua cha không phải là một người cha tốt hôm qua cha vừa nộp đơn xin nghỉ hưu sớm từ bây giờ cha sẽ thay đổi con cũng sắp vào đại học rồi Chả phải lo cho con nhiều hơn Dường như nội tâm của một đứa trẻ yếu đuối Dưới lớp vỏ bọc mạnh mẽ Mi sụp đổ hoàn toàn trước những lời nói của cha mình Đã rất lâu rồi Nó mới lại được nghe ông nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy Mà không phải là những lúc lẻ nhẹ say xỉn Đập phá đồ đạc Nói những lời khó nghe và đánh đập nó Nước mắt nó lăn dài trên má nghẹn ngào hỏi Có thật không? Thật mà Cha hứa từ hôm nay sẽ không uống tiểu nữa Mỗi bữa đều sẽ nấu cơm nóng chờ con về Chả phải sống đến ngày Dắt tay con vào lễ đường Nhìn con mặc áo cưới gà cho người con thương Cha hứa mà Ông Tâm lại hứa hẹn với đứa con gái duy nhất của mình Dường như không thể tin vào tai mình Những gì nó nghe được không biết có phải là sự thật hay không mì sở tay vào tô canh chua hơi nóng chuyển đến tay làm nó biết đây không phải là mơ có phải là trong người ông có gì không hay là mắc ung thư giai đoạn cuối rồi đi bệnh viện khám đi mì vẫn ngờ vực hỏi nó lại càng tin tưởng hơn suy đoán của mình rằng cha nó mắc bệnh nan y mất rồi nên mới có thể thay đổi đột ngột như vậy ông tâm cười rộ dường như hiểu suy nghĩ của con gái ông lắc đầu nói Cha bình thường mà không có đau bệnh gì hết Hơn nửa đời người lênh đênh trên biển cả Được nhiều thứ nhưng cũng mất nhiều thứ quan trọng Bây giờ cha chỉ còn có mình con thôi Tài sản với lương hưu của cha đều để lại hết cho con Chỉ mong sau này cuộc sống của con được thành thơi Muốn làm gì thì thỏa chí mà làm Không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền trói buộc Mị rừng dừng nước mắt Nhưng tuyệt nhiên không muốn thể hiện quá mức Hai cha con sau đó đều im lặng Ăn cơm Không ai nói ai thêm câu nào Bữa cơm đàng hoàng đầu tiên Sau gần 10 năm Cha con mới lại được ngồi ăn với nhau Không khí vẫn có chút ngượng nghịu Nhưng đối với mi Bữa cơm này tuy không thể ngon Như bữa cơm tuổi thơ trọn vẹn của mi Nhưng cũng tính là bữa cơm ngon nhất trong mấy năm gần đây của nó Cơm nước xong xuôi Mi mới lên phòng của mình nó xối nước thật mạnh vào mặt xác định một lần nữa đây là sự thật không phải là mơ người cha của năm ấy đã trở lại rồi sao không còn là một cá đàn ông say xịn đánh đập con cái nữa mi vừa cười vừa rơi nước mắt không rõ trong nụ cười ấy chứa đựng bao nhiêu hạnh phúc màn hình điện thoại sáng lên báo có tin nhắn mi mở xem thì thấy tin nhắn của thanh nhắc nhở học bài mai kiểm tra một tiết anh văn đó mi lướt tay trên bàn phím trả lời với tâm trạng cực kỳ tốt ờ ừ, biết rồi mẹ cột con thủy về rồi thành lại nhắn thêm một tin khiến mi cau mày người đàn bà đó trở về làm gì bất giác nhớ lại điệu bộ vui vẻ của thủy lúc chiều một đứa thở ơ hay thơ thẩn như nó hiếm khi vui vẻ yêu đời như vậy hóa ra là mẹ nó về chứ không phải hẹn hò với người yêu mà mừng rỡ làm gì khi bà ta bỏ nó đi từ bé chứ Hèn gì hồi chiều thấy nó hớn hở dữ vậy Mày phải làm việc với nó mới được Ờ ừ, thôi học bài đi, đừng có đi chơi nét nha không Thành vẫn không quên nhắc nhở Mi bật cười khi thấy tin nhắn của bạn Đắn đo một chút không biết có nên nhắn tin cho Thủy hay không Khó khăn lắm nó mới được gặp mẹ nó Vẫn là không nên phá niềm vui ngắn ngủi của nó mình nghĩ vậy rồi bỏ điện thoại xuống đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một chút rồi đi ngủ. Mì ơi, uống thêm chút sữa đi con. Ông Tâm có gõ cửa nói vọng vào. Mì mở cửa đã nhìn thấy gương mặt ông tuy hốc hác nhưng vẫn cố nở nụ cười rất tươi. Con lớn rồi, đâu có cần uống sữa vào buổi tối nữa. Ông Tâm lúc này mới sực nhớ, ông lại nhắm mắt nhìn con gái một lần nữa mới chợt giật mình. Con gái từ lúc nào đã trưởng thành Đã dám một thiếu nữ đến như vậy rồi Chỉ một chút nữa đã cao bằng ông mất rồi Vậy mà trong trí nhớ mờ mịt của ông Con gái lúc nào cũng chỉ dừng lại Ở cái năm 12 tuổi bé nhỏ Sóng mũi thanh tú Hàm răng thỏ ranh mãnh vẫn y như vậy Duy chỉ có mái tóc dài óng mượt năm nào đã được cắt ngắn qua vai. Cả ánh mắt nai đen lấy cũng đã thay đổi chỉ còn lại ánh mắt hở hững có chút xa lạ cảm giác như mi của năm 12 tuổi cũng đã không còn ông tâm chợt thở dài nói ah, cha quên cứ nhớ còn hồi nhỏ lúc nào cũng đòi uống một ly sữa rồi mới chịu đi ngủ mi đứng lặng nhìn ông có vẻ bình thường nhưng thực chất lại vô cùng bất thường có lẽ cảm giác ngày xưa một khi đã mất đi không cách nào tìm lại được Cố cường cũng chỉ đến như vậy mà thôi Thôi Con học bài rồi ngủ sớm Cha đi xuống dưới đây Dạ Mì đáp khẽ rồi cũng đóng cửa phòng mình lại Nó nghĩ lại một chút Ngày hôm nay cũng không tệ Có chút không quen nhưng được như vậy là đủ vui rồi Ít nhất cha con không phải dùng ánh mắt hận thù Mà nhìn nhau So với người mẹ cách nửa vòng trái đất Và cũng đã có gia đình mới kia Mì thật sự chết tâm thì người ở cạnh nó bấy lâu Tuy có mâu thuẫn nhưng nó vẫn còn có chút hy vọng Rằng sự thay đổi này sẽ tốt đẹp hơn Có thể trở lại khoảng thời gian tươi đẹp trước đây Mì cũng chỉ cần như vậy là cảm thấy đủ lắm rồi Một đêm ngủ thật ngon giấc Đã lâu mì mới ngủ sâu giấc đến như vậy Tận khi trời sáng báo thức đã reo Nó cũng không muốn thức dậy Mì nhìn ra ngoài cửa sổ một chút Bầu trời trong xanh Không một gợn mây Khí trời lạnh lạnh thật sảng khoái Mị vườn vai hít thở một hơi Rồi mới chịu đợi giường đi rửa mặt thay đồ Tiếng quét sân của thím hàng xóm Mấy cái lồng chim sáo được treo gần hàng rào Kêu lên điêu điếu Hôm nay đặc biệt dễ nghe Giọt sương sớm mai còn đọng trên khung sắt cửa sổ Chưa kịp tan Mi mặc đồng phục thể dục, đứng nhón chân, cắm ba cây nhang lên bàn thờ, rồi mới mang ba lô đi xuống lầu mi lẩm bẩm khấn nó muốn báo tin tức tốt lành đến ông bà nội cũng sực nhớ gần đến đám dỗ của bà nội rồi vừa đến giữa cầu thang mùi trứng ốp la thơm phức truyền đến bà nó cười rạng rỡ từ khe hở giữa cầu thang với phòng bếp nhìn nó mi cũng mím môi nụ cười trong trèo ngủ một đêm thức dậy mới chân chính nhận ra những gì hôm qua đều là sự thật cha nó thật sự đã thay đổi trở về lại là người cha thân yêu của ngày xưa. Ăn sáng, trứng ốp la bánh mì có cả xôi ruốc mặn của thím tư đầu hẻm nữa. Đúng ý con rồi phải không? Còn hộp sữa bò, bỏ vô ba lô mang đi học uống nhé. Ông Tâm đứng bên, trịnh trọng giới thiệu menu buổi sáng. Nụ cười hơi méo mó nhưng lại cực kỳ ấm áp. Mi gật đầu cũng không ngần ngại ăn những món trên bàn một cách ngon lành nó cũng lấy hộp sữa bỏ vào ba lô rồi đi học có vẻ ngượng ngùng nên vẫn không chào cha nó cứ như vậy mà rời khỏi nhà ông tâm cũng đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng của con gái nét mặt nhăn nhúm khẽ mỉm cười thời điểm khởi đầu của một ngày mới cái gì cũng tươi mát mới mẻ và tràn đầy sức sống bầu trời lúc này trong và xanh ánh nắng nhàn nhạt, nhạt và ấm áp Ông mặt trời dường như cũng đang ngái ngủ Mắt nhắm mắt mở sau những đám mây nhỏ Rồi từ từ vươn mình qua những đám mây Để tỏa nắng xuống khắp nơi My chậm rãi bước lên về hè đến trường Lòng nó khoan khoái Một niềm vui nhỏ nhoi Hôm nay chờ đợi nó không phải là thủy ngu ngơ Mà là học sinh giỏi hồng thanh Thành đứng thẫn thờ ở đầu hẻm nhà của mi Vẫn là hai hốc mắt đỏ hoe hai mắt quầng đen như gấu trúc panda vì thức khuya học bài của nó Mì vỗ vai nó một cái vui vẻ hỏi sao hôm nay đã đón ta vậy con thủy đâu thành dương đôi mắt lờ đờ lên nhìn nó rồi đáp không biết gọi điện cho nó không được Mì lập tức cau mày chắc nó bị bà ta hớp hồn rồi còn nhỏ đúng là thiếu nghị lực mà bỏ đi lâu như vậy về chỉ nói vài ba câu mà nó đã vui như vậy rồi dù gì cũng là mẹ con mà thanh phân tích nó lại nhớ đến mẹ nó my và thủy ít nhất mẹ tụi nó còn sống còn có cơ hội gặp mặt còn mẹ nó đã từ bỏ thế nhân vội vã này rồi bỏ luôn cả nó thôi đi học my biết thanh buồn nên cũng không tiếp tục đề tài này mẹ của thanh lúc còn sống rất thương ba đứa chúng nó thường hay gọi tụi nó đến nhà ăn cơm Thỉnh thoảng cũng sẽ đi họp phụ huynh thay cho cha mi lúc ông bận đi biển mi cũng từng ước có một người mẹ như vậy Nhưng dường như ông trời thật chớ trêu Một người mẹ tốt như vậy thì lại mất sớm Còn những người mẹ tệ bạc như mẹ của nó và mẹ của Thủy Thì lại nhờ nhơ sống như vậy mi vui vẻ kể lại những chuyện hôm qua cho Thanh nghe Nó cũng mừng thay cho mi Vì cha con mi đã rất lâu rồi không nói chuyện ăn bữa cơm với nhau như vậy Mãi nói chuyện đã đến trường từ lúc nào Cổng trường lúc nào cũng tấp nập học sinh vào Mỹ đứng đợi Thanh đang mua xôi mặn ở bên vỉa hè Đôi mắt nó lướt một vòng để tìm Thủy Nó lại móc điện thoại nhắn tin kêu Thủy hôm nay Nhất định phải đi học vì có tiết kiểm tra Tin nhắn chưa kịp gửi đi Nó đã nhìn thấy Thủy từ trên xe máy bước xuống về hè Mặt nó không giấu được vẻ hớn hở và sự hạnh phúc Người phụ nữ mặc đầm quá đầu gối Bàn tay đeo một tấm lắc vàng sáng loáng Sáng đến mức nhìn là biết vàng giả Đeo kính râm đen Mang khẩu trang che kín mặt Mị đoán đó là mẹ của Thủy Đây cũng chỉ là thứ hai nó gặp bà ta Nhưng lại không có chút gì gọi là hào cảm Lại thấy bực mình Khi Thủy vô tư như vậy Bà ta có tốt với nó đâu Thấy Mị và Thanh đứng bên đường Thủy lập tức chạy đến Cũng không quên vẫy vẫy tay chào với mẹ mình Vui giữ hang Thủy cười cười Trên tay vẫn cầm một ổ bánh mì nóng Bà về hồi nào? Mấy ngày trước Thôi đi vô, trễ học rồi Thủy cũng biết hai đứa bạn không thích mẹ mình Nên cũng né tránh nói về bà mi chỉ thấy cả buổi học hôm đó Thủy luôn vui vẻ Chốc lát lại nhìn điện thoại Cái ốp điện thoại cũ của nó cũng thay đổi bằng một cái khác rồi Chỉ là cái ốp đó vừa sến vừa cũ ấy vậy mà Thủy lại thích thú cứ ngắm nhìn hoài. Nhờ có Thanh mà My với Thủy không cần học nhiều quá vẫn có thể dễ dàng làm bài kiểm tra với số điểm cao. Dường như hôm nay cả ba đứa đặc biệt vui vẻ. My tan học không đủ đi chơi game, lòng chỉ muốn về nhà ăn cơm. Nó dường như đã thích ứng được sự thay đổi bất ngờ này của cha nó và cũng bắt đầu mong mỏi nhiều hơn. Còn Thủy cũng không muốn về nhà để khỏi phải gặp mặt bà mẹ ghẻ khó chịu kia. Nó muốn đến chỗ ở tạm của mẹ nó ở sau lưng nhà văn hóa huyện. Dường như ai cũng có chỗ để về, duy chỉ có Thanh là bơ vơ. Cũng không muốn làm phiền bạn nên đành lủi thủi đi về. Bà đứa trẻ chia tay nhau ở cổng trường. Mi về nhà lúc gần 5 giờ chiều, nó thấy cửa ngoài đã khóa, cha nó lại đi đâu rồi. Nó nhớ lại hồi sáng ông Tâm có nói sẽ đi thăm mộ ông bà nội. Vì gần đến đám rỗ rồi nên muốn dọn dẹp lại mộ mạ cho sạch sẽ một chút. Chắc có lẽ đi chưa về. Mi tặc lưỡi mở cửa nhà đi vào, bỏ ba lô trên ghế đi vào bếp lấy nước uống. Thấy trên bếp vẫn còn một nồi canh sườn heo hầm đu đủ, bên cạnh là chảo sườn non ram mặn. Nó vui vẻ bốc một miếng sườn lên ăn vụng. Mùi vị đậm đà vừa miệng, mỉm cười suy nghĩ quả thật hạnh phúc rất đơn giản. Có nhà, có người thân, có những món ngon chở mình trở về là đủ lắm rồi. Có những niềm vui giản đơn như vậy, một cái tít mắt cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Nhân sinh như vậy còn mong mỏi gì hơn. Mi lên phòng tắm rửa, mặc dù đói bụng nhưng vẫn muốn đợi cha về cùng ăn cơm. Mi phát hiện căn nhà lúc trước trống chảy, bây giờ lại ấm áp đến lạ thường dường như cũng có hơi ấm của người hơn. Thế nhưng đợi đến gần 7 giờ tối vẫn không thấy ông tâm về, Mi có chút buồn ngủ, nó gấp cuốn chuyện tranh lại rồi ngủ thiếp đi trên bộ ghế sofa. Không biết đã ngủ qua bao lâu, Mi Mì giật mình thức giấc khi nghe thấy tiếng mở cửa. Nó lồm cồm ngẩng đầu dậy thì thấy quả thật có bóng người đang đi vào. Mi tỉnh ngủ, nó biết chắc là cha về nên vội bước ra để hâm nóng đồ ăn nhưng người chưa thấy thì đã ngửi được mùi cồn mùi rượu nồng nặc lại có tiếng lầm bẩm chửi rủa đồ khốn nạn tụi bây là một lũ khốn nạn cái thư đàn bà lăng loạn dán phù dâm phụ giọng lè nhè truyền đến tai khiến mi nhăn mặt cau mày lòng nó chợt lạnh lẽo nó cười lạnh nét mặt cũng lạnh lẽo như băng chừng cha con đối mặt nhau Ông Tâm nhìn mặt con gái một cái rồi lại lầu bầu trời. Mày, mày cũng giống như con mẹ của mày, đều là cái thứ phản chủ, đều là lũ khốn nạn. Ông im đi. Mi phản bác rồi lạnh lùng xoay người. Tâm trạng nó lúc này là cực điểm thất vọng. Những tưởng cha nó đã thay đổi, cho nó hy vọng, rồi lại đột ngột dập tắt đi hy vọng vốn dĩ rất mong manh của nó Mi buồn bực giận dữ Nhưng hơn hết là thất vọng Nó hận ông Tâm Hận người đàn bà kia đã sinh nó ra làm gì Cho nó hy vọng rồi lại khiến nó thất vọng Thất vọng rồi lại tuyệt vọng Nó cố kiềm đén cơn phát tiết để trở về phòng Nó không muốn tiếp tục đối diện với ông Tâm nữa Nó đã chịu đựng đủ rồi Ông Tâm trong cơn say rượu nhìn thấy thái độ hỗn láo của con gái cộng thêm nét mặt hao hao giống mẹ của nó. Bóng lưng lạnh lùng quay đi của mi thật sự giống với bộ dáng hôm đó mẹ nó kéo vali bỏ nhà đi. Hình ảnh đó đã trở thành một sự đả kích, nỗi ám ảnh lớn không thể quên trong lòng ông. Ông tâm nhất thời phát điên đi nhanh đến nắm đầu của mi mà đánh. Mày thiệt là giống con mẹ của mày mà, ăn của tao, ở nhà của tao, xài tiền của tao mà lúc nào cũng phản tao chết đi Đi theo mẹ mày luôn đi Đồ khốn nạn Ông Tâm vừa đánh túi bụi vào người con gái Vừa luôn miệng chửi rủa Lực đánh cũng theo đó mà tăng mạnh hơn Dường như mọi vấn uất đều đổ dồn vào nắm đấm Thẳng chân đạp vào lưng của mi một cách cực kỳ mạnh Khiến nó ngã nhào về phía trước Đầu đập vào thành cầu thang tét một đường Máu chảy đầm đìa trên gương mặt âm trầm Cố gượng dậy nó cũng không bỏ chạy chỉ ngồi im một chỗ Nhắm nháp từng giọt máu thấm vào môi Mùi vị của máu và nước mắt Mặn và tanh Dường như vẫn chưa nguôi cơn giận dữ Ông Tâm lại tiếp tục lao tới chỗ mi đang ngồi Lại tiếp một bạt tay vào đầu mi Máu từ vết thương dính bết lên tay Nhưng ông Tâm lúc này hoàn toàn không thể nhận biết được Chỉ biết nhìn đứa nhỏ ngồi dưới đất Dường ánh mắt căm phẫn bất phục nhìn mình có cảm giác nó y hệt như mẹ nó vừa cứng đầu vừa bội bạc vong ân bội nghĩa mình cũng chịu hết nổi nó không muốn tiếp tục chịu đựng được nữa oán giận gần ấy năm dồn nén tựa như chiếc lò xo co bị nén hết cỡ khả năng bung xóa rất mạnh mẽ nó đứng bật dậy xô ngã người ông tâm cái người mà nó gọi là cha ông tâm bất ngờ bị xô ngã ngược về phía sau thân thể vì say rượu loạng choạng không tự chủ té ngồi lên ghế. Ánh mắt giận dữ nhìn theo Mi. Nó cũng trợn mắt nhìn lại ông. Và Mi rất nhanh từ trong bếp lao ra, trên tay là một con dao sắc nhọn sáng loáng. Mặt nó lạnh tanh, mấy vết bầm đỏ trên mặt hòa cùng dòng máu đỏ chảy từ trên đầu xuống. Nhìn nó lúc này như một sát nhân chính hiệu, toàn thân tỏa đầy sát khí. Chiếc áo thun trắng có in hình gấu Teddy nở nụ cười quỷ dị như nhìn thẳng ông tâm đủ lắm rồi mi chậm giọng nói bao nhiêu ức ức khổ đau nó không thể diễn tả được hết chỉ ức nghẹn gói gọn trong mấy chữ ấy mày mày muốn cái gì mày đúng là tệ bạc Ý hệt như con mẹ mày ông tâm lè nhẹ đáp ánh mắt lờ đờ sau cơn chút giận lên người con gái ông dường như cũng đã sức cùng lực kiệt cả người nằm nhoài trên ghế bất động muốn ông biến mất khỏi thế gian này mỹ lạnh lùng nói nó tiến đến thêm mấy bước cảm nhận mùi men lan tỏa cái thứ mùi mà nó ghét nhất trên cõi đời này hít một hơi thật sâu nó bất ngờ trừng mắt rồi giơ dao lên cao hướng thẳng xuống tim cha nó mà đâm Ông Tâm nửa tỉnh nửa mê trong cơn say Hoàn toàn không có sự phòng bị Chỉ khi cảm nhận được lồng ngực trái đau nhói Cơn đau chuyển đến ông trợn trắng mắt Một tiếng hức dài Sau đó dần tắt ngấm Ông Tâm tắt thở chết Mà không kịp phát ra một âm thanh nào khác Chỉ mở mắt trừng chừng Nhìn đứa con gái máu lạnh của mình Có lẽ tận đến lúc chết Ông cũng không thể ngờ rằng Đứa con gái của mình lại có thể lạnh lùng xuống tay giết mình như vậy nhưng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ông tâm lại cảm thấy mình đáng bị như vậy máu từ đầu sao bắn khắp người của mi máu tươi dính lên mặt áo chỗ hình con gấu tét đi trắng giờ đã trở thành gấu tét đi đỏ nụ cười nhe hàm răng của nó lại càng thêm quỷ dị mặt mày mi cũng dính chút máu nó đút cán dao rồi lại đâm thêm một nhát nó ớt ức tần số cũng tăng dần mãi cho đến khi chỗ vết thương ấy nát bấy lồng ngực trái của cha nó trở thành một cái hố sâu đầy máu và thịt bị đâm mạnh đến mức sượt cả tay tay nó chạy theo lực chạy dọc xuống lưới dao đứt một đoạn máu từ tay của nó cũng chạy ra xối xả nó dần cảm nhận được cơn đau nhưng cũng cực kỳ hạ dạ buông cán dao con dao đôi xuống đất kêu lên mấy tiếng lạnh lẽo rồi tắt ngấm trả lại một không gian u ám đầy mùi tử khí nó ngồi bệt dưới đất cục người vào đầu gối cha nó thất thần mùi tanh nồng của máu giờ đây đã lấn át mùi của men rượu nhưng mì vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu vô cùng chán ghét mãi cho đến khi đồng hồ quản lắc có đúng 9 giờ mì mới mệt mỏi ngồi dậy mấy vết máu bắn dưới nền gạch đã khô cứng dần chuyển màu đỏ sậm hơn mì nhìn cha nó Ông Tâm ngồi hà họng Hai mắt mở trừng trừng bất động tư thế ngồi trên ghế Với phần ngực bị đâm nát bấy Nó mệt mỏi kéo thi thể ông Tâm Từng bậc từng bậc cầu thang lên lầu ba Nơi có cái bồn nước lớn Lúc này nó đã rất mệt mỏi Nên di chuyển cái xác hơi khó khăn Và mất thời gian Mị kéo xác ông Tâm lên đến lầu 2 Ngồi nghĩ một chút rồi lại tiếp tục kéo tiếp lên lầu 3 Chừng lên đến nơi mi loay hoay suy nghĩ làm sao mới có thể bỏ xác ông tâm vào cái bồn lớn kia được khoảng cách từ nền gạch lên chỗ đặt cái bồn khá là cao với sức lực của mình mi Mì không thể nào làm được nó nhìn một chút rồi quyết định đi trở xuống bếp lấy dao nó phải phân xác ông ta ra làm nhiều phần mới có thể bỏ được lưới trời lồng lộng thưa nhưng làm sao thoát được mi biết nó không thể nào thoát tội nó chỉ muốn kéo dài một thời gian Chờ đến tháng sau qua ngày rỗ của bà nội Lúc đó nó sẽ tự đi đầu thú Mình nhìn cha nó lần cuối rồi dùng miếng vải đen buộc quanh đầu Chẹn được đôi mắt đang mở trừng trừng Rồi bắt đầu công việc quan trọng Nó xem nhiều phim kinh dị Nên cũng biết được đại khái những việc cần phải làm Để xử lý một cái xác Nhưng so với những gì xem qua màn hình máy tính Thì việc đối diện với một cái xác thực tế Quả thật khác xa hơn rất nhiều cảm giác nhát tay hơn nhưng cũng kích thích mãnh liệt. đời người mấy ai được làm cái chuyện kinh hãi như thế này. mi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu với những việc nhỏ nhất, chính là tứ chi, hai cánh tay và chân. dao bản nặng được khui từ trong bộ hộp dao mới nên bén ngót, lưỡi dao lướt đến đâu da thịt bị cắt ngọt sớt đến đó. những khớp ở ngay đốt xương mi dùng sức ấn một chút đã có thể cắt lìa. Cảm thấy công sức học võ mấy năm nay Quả thật không uổng phí chút nào Máu ướt khắp một khoảng nền gạch bông mi cẩn thận bỏ vào mấy lớp bọc ni lông Rồi mới mang lên ném vào bồn nước Bồn nước bị vật nặng bỏ vào Lập tức nước từ bên trong tràn ra ngoài mi lại tiếp tục với phần thân mình và đầu Nó định chặt cho đầu thân lìa nhau Nhưng suy nghĩ hồi rồi lại thôi cũng không có bọc ni lông nào đủ lớn để đựng phần thân mình ấy nó đành quấn tạm bỡ bằng mấy miếng vải chấp vá Rồi quăng thẳng vào bồn nước Bồn nước lúc này bị nhiễm toàn một màu đỏ ao của máu Mì xối nước lau sạch sàn một chút rồi mệt mỏi đi xuống Đến tầng 2 Nó khựng lại một chút ở trước bàn thờ ông bà nội một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đẫm máu máu của nó và máu của cha nó Giờ tay lấy một cây nhang đốt lên mùi hương quen thuộc của lá khuynh điệp và quế khiến tâm tình của nó bình ổn lại một chút nó đứng nhìn mãi cho đến khi cây nhang tàn rụi mới lê người đi xuống dọn dẹp hiện trường gây án lúc nãy nó lau sạch nền gạch đổ hết cả chai nước lau sàn nhưng cũng không thể nào tẩy đi cái mùi máu tanh nồng ấy nó quên mất mùi máu tanh ấy dường như xuất phát từ chính thân người của nó thấm và da thịt không cách nào rửa sạch tựa như nước ở trong ao vừa sâu vừa bẩn quấy đục một cái dơ hết cả người mi vặn vòi nước rửa tay một màu đỏ au chảy ra khiến mi mì giật mình nó xả nước mãi cho đến khi nước chuyển sang màu đỏ nhạt dần nhạt dần đôi bàn tay dính đầy máu đỏ rửa thế nào cũng không thể sạch hết mi cũng không thèm rửa nữa nó bình thản lấy đồ đi tắm rửa cái áo thun gấu tét đi ướt đẫm máu con dao gây án và con dao dùng để chặt xác ông tâm nó đều cẩn thận rửa sạch rồi để gọn vào trong hộc tủ đợi đến lúc nó đi tự thú sẽ cùng mang đến đồn công an mi làm mọi chuyện đều có suy tính có cảm giác như đây là việc nó muốn làm từ lâu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để làm và sự thật rằng nó đã làm nó đã giết chết cha ruột của mình một cách dã man nhất mi tự nhìn gương mặt tiểu tụy thất vọng của mình trong gương vết thương trên trán đã thôi rỉ máu nhưng vết nứt trẻ hè giữa chán vẫn đau âm ỉ bị đến một cái nhăn mặt cũng không biểu lộ nó lẩm bẩm như tự nói với bản thân và nói với vong hồn của ông tâm ông ký giấy khai sinh cho tôi tôi ký giấy chứng tử cho ông ông đưa tôi từ bệnh viện về tôi theo ông đến nhà tang lễ ông cho tôi nhà cao cửa rộng để ở tôi cho ông một phần mộ rộng rãi để nằm ông đánh đập tôi tôi tiễn ông một đoạn. Tình cha con của chúng ta kiếp này đến đây chấm dứt. Nếu có kiếp sau, tốt nhất là đừng nên gặp lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng tăm tối. Ánh sáng duy nhất khiến mi cảm giác mình vẫn còn sống, vẫn còn phải tồn tại. Nó bất giác cảm thấy chán ghét cái không gian thinh vắng tối tăm này. Không muốn màn hình điện thoại tắt một cách nhanh chóng như vậy. Thế là mi chụp lấy điện thoại giữ trong tay, là tin nhắn của Thủy. Nó nghe thành kể lại việc cha của Mi đột ngột thay đổi thì không tin, muốn nhắn hỏi Mi một chút. Sự thật cho thấy dự cảm của Thủy quả không sai. Làm gì có chuyện một người đột ngột thay đổi như vậy. Mi cũng đoán gần đúng, có lẽ là điểm của hiện tượng hồi quang phản chiếu, việc sắp chết ông tâm đột nhiên thay đổi thái độ cũng có thể đã lường trước được sự ra đi của mình. Nhưng có điều, ông không ngờ lại chết dưới tay con gái ruột của mình. Mì ấn nút gọi, Thủy rất nhanh đã bắt máy. Alo, giọng nói êm dịu của Thủy bên kia đầu dây chuyển đến. Mì vẫn im lặng, việc nó cần nhất lúc này chính là thèm được nghe giọng nói của một ai đó. Nó chỉ cần như vậy thôi, để biết rằng bên cạnh vẫn còn có người lo lắng quan tâm nó. Mì cảm thấy được an ủi chút đỉnh. Alo, sao không trả lời vậy mi Bộ mày có chuyện gì hả? Thủy hỏi một chàng mà mi vẫn không trả lời thì hơi lo lắng. Alo, alo, có nghe tao nói không vậy mi mi Thủy lớn giọng hơn một chút, tâm trạng lo lắng cho bạn cũng theo đó mà tăng lên, âm lượng cũng lớn hơn một chút. Đến nỗi, con mèo nằm bên cạnh cũng bắt đầu chú ý, dường móng vuốt ngáp ngáp một cái rồi lệch cuộn mình vào chăn. My khẽ trả lời Mày nói gì đi Thủy mừng quính vội nói Nói cái gì mới được Mày hôm nay sao lạ vậy hả mi Có gì thì cứ nói đi tao nghe mà Mày nói cái gì cũng được Tao chỉ muốn nghe giọng của mày thôi Thủy cảm thấy thái độ của mi cực kỳ lạ Nó biết chắc chắn mi đang có chuyện gì đó buồn Nhưng không nói chuyện qua điện thoại Quả thật không tiện lại ở cạnh phòng của cha và mẹ kế nên Thủy không tiếp tục hỏi, định bụng ngày mai sẽ cha hỏi cho ra mới được. Và điều quan trọng nhất lúc này chính là xoa dịu cảm xúc bất an của Mi. "Vậy ta đọc sách cho mày nghe nha, có chịu không?" Thủy nhỏ giọng hỏi, Mi bên đầu dây kia khẽ đáp. Ờ Thủy mở cuốn sách Hạt giống tâm hồn mà nó lúc nào cũng để trong cặp mở đến trang mà nó tâm đắc nhất và bắt đầu đọc cho mi nghe bằng một chất giọng trầm ấm bên cạnh chiếc laptop cũng mở thêm một đoạn nhạc không lời âm lượng vừa đủ lồng vào giọng đọc tựa như một chương trình radio tâm sự đêm khuya cố hết sức mình đi tôi biết bạn sẽ làm được đây là thế giới của thử thách và hành động không phải thế giới của sự sợ hãi và hèn nhát nếu có một ngày bạn thật sự mệt mỏi hãy gọi cho tôi tôi sẽ đến bên cạnh bạn. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn vui, nhưng tôi hứa sẽ lắng nghe những gì bạn nói. Tôi không thể khiến những đau khổ của bạn tan biến, cũng không thể dự đoán những điều trong tương lai. Nhưng tôi biết bạn sẽ đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua. Đây dường như cũng là cách nhìn vào cuộc sống của Thủy, đều là muốn hướng về phía trước, nơi có cái gọi là hy vọng vào tương lai. Giọng của Thủy đều đều từ bên kia đầu dây truyền đến Có tác dụng chữa lành hơn bất cứ liều thuốc quý hiếm nào Tâm tình mi dường như được xoa dịu Nó chậm mặc lắng nghe những gì Thủy đọc Nhấm nháp ý nghĩa từng chút một Chỉ hy vọng trời mau sáng một chút Nhanh chóng tan biến đi cái màn đêm đen tối u tịch này Mi Thủy khẽ gọi Nghe Mi đáp Tâm trạng đỡ hơn chưa Có cần ta qua với mày không Không cần đâu Mi lập tức từ chối Kỳ thật nó rất muốn kể sự việc đã xảy ra cho Thủy nghe Nhưng nó lại không muốn liên lụy đến bạn Chỉ có thể ôm hết nỗi niềm một mình chịu đựng Tất nhiên là trong lòng nó sợ hãi lắm Nhưng Phạm đã gây tan lỗi rồi Thì không có cơ hội quay đầu Tay đã nhúng chạm rồi thì làm sao mà rửa sạch cho được mì lại rơi nước mắt tâm trạng con người thật sự khó hiểu có những việc lúc chưa làm thì sợ cảm giác hối tiếc vì đã không đủ can đảm để làm đến lúc thật sự làm rồi thì lại hối hận vì sao lại làm như vậy và ước gì mình chưa từng làm có muốn nghe nữa không thủy vẫn dịu dàng hỏi ờ muốn nghe một chút nữa Mi trả lời bằng chất giọng khàn đặc. Thủy đoán biết chắc chắn rằng nó đang khóc. Thủy biết Mi chính là kiểu người như vậy, ngoài mặt thì lạnh lùng, cố tỏ ra mình cứng cỏi, nhưng thật chất bên trong lại yếu đuối đến đáng thương. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Thủy cũng không nề hà, nó lại tiếp tục dở sang trang mới đọc cho Mi nghe. Cả hai đều không hay biết qua bao lâu Thủy ngồi đọc sách cho Mi nghe. Mãi đến khi trời sáng mới giật mình phát hiện đã cả hai an ủi nhau qua một đêm dài. Trời sáng rồi. Mi bâng quơ nói, hốc mắt cũng cay xè vì thiếu ngủ. Cũng lờ mờ không biết Thủy còn bên kia đầu dây hay không. Lúc này Mi thật sự rất mệt mỏi. Nó chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu, thật dài. Mẹ tỉnh nghỉ đi, Tao nói mẹ tao xin phép cho mày. Mì suy nghĩ một chút rồi quyết định nghe lời khuyên của Thủy. Nó nhìn lại bộ dạng của mình lúc này quả thật không thích hợp để đi học. Nhưng nó không muốn để lộ quá nhiều điểm bất thường. Cố gắng hít thở thật sâu khôi phục lại lý trí. Nó dùng giọng điệu có chút ngang ngược như ngày thường để trả lời Thủy. Ờ, ừ, vậy mày xin phép giùm tao. Giờ tao đi ngủ đây. Bye bye ngủ đi. Thủy đáp tôi tắt máy. Mi cố gắng che giấu lại càng để lộ rõ cảm xúc bất ổn hiện tại. Thủy dường như cũng hiểu nên không cố tình vạch mặt bạn. Biểu hiện bất ổn đêm qua của Mi thật sự đáng lo. Thủy ngẫm nghĩ hôm nay tan học sẽ đến nhà xem Mi có bị gì không. Mi nhìn bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hừng sáng. Tiếng xe cộ chạy ra vào con hẻm cũng bắt đầu ồn ào. Cảm giác cô quạnh đêm qua đã đỡ hơn một chút Mi nằm dài trên nệm Cơ thể dịu giá vô lực Nhắm mắt rất nhanh Đã đi vào giấc ngủ Một bàn tay đầy máu đỏ Vươn đến nắm lấy cổ chân của nó Bàn tay lạnh lẽo đến thấu xương Mi co ro người Cuộn tròn vào chiếc chăn để trốn cái lạnh Có cảm giác tê buốt chảy dọc Theo sống lưng chuyển đến đại não Mi run rẩy tự ôm lấy chính thân mình Chiếc chăn dường như cũng nặng nề hơn Cảm giác ẩm ướt khó chịu bám lấy thần trí My cảm nhận được một mùi tanh tuổi sọc đến mũi Nó muốn gắng mở mắt Nhưng có cố cách nào cũng không thể mở được mi mắt nặng trịch Tâm trí mi dần trở nên hoảng loạn Nó vùng vẫy muốn thoát khỏi cơn ảo giác Với màn đen tăm tối này Mi, Mi ơi Giọng ông tâm văng vẳng âm vang truyền đến tiếng vọng dài và sâu đến mức đau nhức cả tai mi lại càng hoảng loạn nó muốn bỏ chạy nhưng bốn phía xung quanh nó đều là một màn đen đặc không có nổi một điểm sáng dẫn lối nào nó gào thét ông muốn thì cứ giết tôi đi tôi trả mạng này cho ông đến đây lấy đi không có tiếng trả lời chỉ có giọng cười khàn đặc vang lên bốn bề như đinh đâm vào tai Đầu mi đau nhói Nó đưa tay lên bịt kín hai bên lỗ tai Để không phải nghe những tiếng cười gây sợ đấy nữa Nó hét lớn Ông im đi Chết tiệt Tiếng cười lại càng âm vang hơn Từng chút Từng chút như hành hạ tâm trí Đang nặng nề của nó Những ảo giác cũng bắt đầu xuất hiện Những bóng trắng cũng bắt đầu hiện ra Từ trong bóng tối Nhanh như cắt Mấy cái bóng ấy thi nhau lướt xoay quanh thân thể nhỏ bé của mi mi sợ hãi nhìn theo một hai rồi ba bốn cái bóng ấy thi nhau ẩn hiện khiến nó quay cuồng chóng mặt ủ tai ngã phịch ngồi xuống đất tay chạm mạnh xuống để chống đỡ thân mình rất nhanh đã cảm thấy được một thứ nước nóng ấm dính lên tay nó đưa tay ra trước mắt lại là máu máu đỏ tươi dính đầy cả hai lòng bàn tay máu dần thấm vào áo quần len lỏi vào từng ngõ ngách trên cơ thể toàn bộ khứu giác đều như chìm trong mùi tanh nồng của máu tươi đau nhức cả não bộ làm nó chán ghét vô cùng mi bị một trận đả kích nó vụt đứng dậy lê thân thể giá rời cùng thần chí hoảng loạn bỏ chạy không cần biết phương hướng cứ cắm đầu mà chạy nó như lạc vào một bãi biển đêm đen tối gió thổi lồng lộng cắt ra cắt thịt dưới chân nước biển được thay toàn bộ bằng máu và máu Máu đỏ dần dâng lên Mỗi lúc bột nhiều hơn như muốn nhấn chìm thân thể mi xuống Mi buông bỏ hét lớn một trận khàn cả giọng Cổ họng chuyển đến cơn đau nhói Vì mi bị ập máu tươi Từ máu vươn đầy khóe miệng Nó giật mình mở mắt Trần nhà một màu trắng ngà ập vào mắt Lời điếc nhìn xung quanh Vẫn là căn phòng vắng lặng nó đã ngủ một giấc đến 3 giờ chiều Ánh nắng nhàn nhạt, nhạt, xuyên qua ô cửa sổ Mang theo chút hơi ấm vào căn phòng nhỏ Bị thở hắt ra một hơi Cổ họng như bỏng rát Nó uể oải ngồi dậy Bàn tay chạm vào cái chăn Nó đã giật mình Cái chăn ướt đẫm một mảng màu đỏ huyết Bị sở lên miệng mình Vết máu khô cứng đọng trên mép môi Nhắc nhở mi tất cả những gì Nó nhìn thấy đều là sự thật Cùng lúc đó bên ngoài phòng Có một thân người không toàn vẹn lướt qua Tiếp sau đó là tiếng chân nhẹ nhàng lướt trên nền gạch Mỹ không tin giữa ban ngày ban mặt Mà nó có thể thấy ma Có cảm giác đều là tự mình hù mình Nó dường như quên mất cơn đau từ trên chán và cuống họng Lê bước chân xuống giường mở cửa ra xem Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra Đập vào mắt nó chính là một khung cảnh đầy quỷ dị cái đầu của ông Tâm ướt đẫm dính liền cùng nửa thân mình của cha nó đang lơ lửng giữa không trung. Bên dưới là hai cẳng chân đang bò theo phần thân trên, hai cánh tay cua cua quào quào trên thành lam can cầu thang. Ba phần tách rời, dường như đang đánh hơi tìm nhau, lọ mọ đi lên từng bậc cầu thang, chỗ có cái bồn nước lớn, máu rỉ rạ từ thân mình của ông Tâm rơi khắp sàn. Phần đầu của ông Tâm bất ngờ quay lại con người trợn chồng nhìn thẳng vào mi mi bị một cơn hoảng sợ hét lớn rồi lại ngã ra sàn ngất xỉu mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục hai ba cuộc nó mới tỉnh giấc nhớ lại khung cảnh quỷ dị lúc chiều nó run lẩy bẩy hai bàn tay vô thức nắm chặt lại nó nhìn thấy bản thân đang nằm ngay trước bàn thờ của ông bà nội mi sợ hãi chỉ muốn thoát khỏi căn nhà này ngay tức khắc nó bật đứng dậy thì lại nghe có tiếng lục đục từ trên tầng ba mỹ tái mặt ba chân bốn cẳng chạy vụt xuống cầu thang mình vẫn mặc bộ đồ ngủ đầu tóc rối ren hướng phía cửa chính mà chạy một giây một phút nó cũng không muốn ở lại cái căn nhà này mỹ cắm đầu chạy vừa ra đến cổng đã chạm mạnh vào người của thủy thủy và thanh tan ra ở lớp học thêm thì gọi điện cho mi mấy cuộc mà nó không có nghe máy thì mới tới nhà tìm nó chưa kịp gõ cửa đã thấy mi chạy từ trong nhà ra Bộ dạng hoảng sợ như bị ma đuổi mà tông trúng thủy Cú va chạm khá mạnh khiến cho cả hai đều bật ngựa ra đất mi vẫn ngồi bất động dưới đất Bộ dạng hoang mang thấy gió Thấy mi thở dốc Mặt mày tái mét trên trán vẫn còn vết nứt dài bằng đốt ngón tay Thủy cũng quên mất cơn đau nó và Thanh đều lo lắng đỡ mi đứng dậy. Mày sao vậy mi Sao mà mặt mày xanh lẻ xanh lét vậy Thành lay lay người mi mấy cái Khiến cho mi bừng tỉnh Nó lắp bắp Đi, đi khỏi đây trước đi rồi tính Thủy và Thanh cũng không hỏi nhiều Vội đỡ người mi đứng dậy Rời khỏi sân nhà của nó Thủy cởi áo khoác của mình Choàng lên người mi Để che đi bộ đồ ngủ mỏng manh của nó Bà đứa chậm rãi thoát khỏi con hẻm nhỏ Ánh đèn đường leo lét soi rõ bóng người đi bên dưới Không biết đi đâu, về đâu Hay là đến chỗ mẹ của tao đi Thủy đề xuất Chỗ mẹ nó ở tạm chính là Cái kho của sau sân khấu nhà văn hóa huyện Được không? Thành nghi ngại hỏi Mì thì im lặng lúc này Nó không thể nghĩ về những chuyện khác Nó chỉ muốn yên tĩnh một chút mà thôi Mi thật sự sợ nhưng nó cũng muốn mau một chút đến ngày rỗ của bà nội để kết thúc cái chuyện này nó không muốn tiếp tục bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần như vậy nữa nó đã chịu đựng quá đủ rồi nó sai khi giết chết cha mình nhưng cha nó không có lỗi ư ông ta ở dưới suối vàng phải tự hỏi xem mình chết có đáng hay không mỹ vẫn không cảm thấy hối hận vì chuyện mình đã gây ra ông bảo vệ cho mẹ tao ở tạm một thời gian Tờ này mẹ tao đi về thành phố có công chuyện rồi. Cho con mì ở đó một đêm chắc không sao đâu." Thủy lại nói, "Ừ, ờ, vậy tụi mình tới đó đi." Thủy dẫn bạn đến chỗ được xem là thánh địa riêng biệt của mẹ con nó, chỉ có ở nơi này nó mới gặp được mẹ mình mà thôi. Cánh cửa cũ kỹ kêu lên ken két, tiếng bản lề hoen rỉ mít vào nhau. Lối dẫn đi vào là một cầu thang cũ bụi đóng dày thành lớp. Sân khấu với hai tấm màn màu đỏ đô lớn được treo chính giữa sân khấu. Bị sứt mốc cho một góc màn bị rơi xuống để lộ khoảng không đen tối phía sau cánh gà. Đầy bụi bẩn và mạng nhện răng đầy mấy gốc trần. Tạo nên khung cảnh ghê rợn như trong những bộ phim kinh dị. Bậc thèm dẫn lên sân khấu bị mục, những mảng xi măng rơi rớt đầy khắp sàn. Mấy khung chữ làm bằng mút phủ đầy bụi bẩn được dán lên để ghi tên chương trình. Chương trình gần đây nhất được biểu diễn trên sân khấu này cũng đã cách đây 4 năm rồi. Từ ngày nhà văn hóa này ngưng hoạt động để trùng tu được một năm thì hết kinh phí. Hoạt động cũng vì vậy mà tạm dừng, sân khấu bị bỏ hoang cũng đã từ rất lâu. Khắp nơi hoang tàn như vậy là điều dễ hiểu. Mấy lớp dạy võ bên ngoài cũng dần được chuyển đi nơi khác, vì thiếu thiết bị và ánh sáng. Phần khác cũng là vì tin đồn thất thiệt là sân khấu này có ma. Nhà văn hóa huyện cũ này lúc chiến tranh chính là một khu nghĩa địa tha ma, được chính quyền xây dựng thành khu văn hóa huyện cho những hoạt động giải trí của người dân. Sau gần 10 năm xuống cấp mới lại được trùng tu, nhưng chưa được một năm lại bị đình trệ vì thiếu kinh phí. Chú bảo vệ lâu năm ở đây là chỗ người quen với mẹ của Thủy Nên cho mẹ cô ở tạm Chú nói nếu không sợ ma thì muốn ở bao lâu thì ở Dù gì nơi này cũng không có ai lui tới Mẹ Thủy vì không có quá nhiều tiền nên đành chấp nhận ở cái nơi hoang tàn như vậy. Cũng chỉ cần có chỗ ngả lưng là được rồi, không cần quá nhiều thứ. Nằm nghỉ đi, mặt mày tái mét hết rồi. Thủy và Thanh Diệu mi nằm xuống cái băng ghế dài được đặt ở giữa sân khấu Lấy chai nước suối trong cặp khui ra đưa cho mi uống Thành lo lắng hỏi Bộ mày bị ổng đánh nữa hay gì? Mì nghe nhắc đến cha mình Thì bất giác rùng mình và cực kỳ chán ghét Nó lắc đầu Không Vậy chứ bị sao vậy? Có bao giờ tao thấy mày sợ đến như vậy đâu Mì nói cho qua chuyện Tao ngủ không ngon Nằm mơ thấy ác mộng thôi Thủy mới hỏi bởi vậy đêm qua mới gọi cho tao Ờ Tối nay tụi tao ở lại đây với mày nghe Ừ Thành thắc mắc nên lại hỏi Mà mày nằm mơ thấy cái gì mà sợ dữ vậy Mi suy nghĩ một lúc rồi mới đáp Thấy ma Thủy và Thanh nhìn nhau đầy ái ngại Mi mà tụi nó biết nào giờ có phải loại người yếu đuối vậy đâu Mà nhìn bộ dạng thần hồn nát thần tính lúc nãy quả thật có điều không ổn có lẽ nó thật sự đã gặp ác mộng rồi Lại còn là ác mộng cực kỳ đáng sợ nữa là khác Thành không suy nghĩ nhiều Nó tháo sợi dây chuyền có mặt hình Phật đang đeo trên cổ xuống Sợi dây chuyền này là của cha dượng nó mua cho nó Lúc mẹ nó mới mất Dạo ấy nó hay gặp ác mộng Thấy mấy thứ bậy bạ nên cha dượng nó đã mua Và nhờ sư thầy trong chùa niệm ấn chú lên sợi dây chuyền Rồi mang về cho nó đeo Lúc đó nó cảm thấy cha dưỡng nó tốt với nó lắm Nhưng dần dà về sau ông ta càng lộ rõ bộ mặt thật Về sau nó cũng không còn mộng mị nữa Nên sợi dây chuyền này Nó cảm thấy không còn cần thiết nữa Này thấy mi sợ hãi như vậy Thì nó muốn đưa cho mi đeo Chỉ cảm thấy lúc này mi cần sợi dây chuyền này hơn nó Để cho mi an định tâm tình lại một chút Sẽ tốt hơn Thanh đỉnh đeo sợi dây chuyền lên cổ cho mi nhưng mi từ chối Dây chuyện này là của mày mà Lúc này là mày cần nó hơn tao Mang Phật bên mình không ma quỷ nào nó dám lại gần hết Yên tâm đi nha Mì nghĩ cha nó bây giờ cũng có khác gì ma quỷ đâu Nó muốn ít nhất là đến ngày đám dỗ nó phải bình yên Để cúng ông bà một bữa đàng hoàng Rồi muốn ra sao cũng được Bởi vậy nó chịu để cho Thanh đeo sợi dây chuyền ấy lên cho mình Người ta có câu trên đầu ba thước có thần linh Giờ phút này mi tin là thật Nó nói khẽ Cảm ơn tuổi bay mi cũng cảm thấy mình thật còn chút may mắn Khi có được hai đứa bạn như Thanh và Thủy Thanh nhìn bạn phủi tay nói bâng quơ Như đang tự nói với chính bản thân mình Ơn nghĩa gì? Tụi mình là bạn mà Thấy mày như vậy tụi tao cũng không yên tâm Chỉ cần qua giai đoạn này tụi mình sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Thủy nói tiếp. Ở lại đây đi, khỏi cần về nhà lỡ cha mày lại đánh nữa. Cả hai đứa đều lo sợ việc ông Tâm sẽ lại đánh đập mi, nhưng lại không thể ngờ rằng ông Tâm đã chết thảm, lại còn chết dưới tay của mi như vậy. Mi thấy hai đứa bạn không nghi ngờ gì thì cũng tạm yên tâm hơn một chút. Nó cũng không muốn liên lụy đến hai đứa bạn của mình. Đói bụng chưa? Ta đi mua gì đó cho mẹ ăn nhé. Thanh nhìn đồng hồ thấy cũng hơn 8 giờ tối. Nó mặc dù không muốn về cái nhà đó nhưng cuối cùng vẫn phải về. Thôi mày về đi. Trễ vậy coi trường dưỡng mày la đó. Thủy vậy tối nay mẹ ở lại với nó nha. Tao phải về rồi. Mà mày khỏi cần ra ngoài trời tối rồi đi nguy hiểm lắm. Tao có ổ bánh mì ngọt nè. Hai đứa bay chia ra ăn đi. Đỡ đói. Sáng mai tao tới sớm mua đồ ăn cho Thành lấy ổ bánh mì ngọt trong cặp ra đưa cho Thủy Rồi tự dã hai người bạn của mình về nhà Căn nhà mặt tiền rộng rãi ngay đường tỉnh lộ Phía trước chất đầy những ô gạch với nhiều hoa măn đặc sắc Cha dượng của Thủy là chủ của một cửa hàng vật tư xây dựng Giàu có và dư giả dạ. Từ ngày lấy mẹ của nó về Chưa bao giờ để hai mẹ con nó khó khăn Thủy có cuộc sống màu hồng cho đến khi mẹ nó bị tai nạn mất. Kể cũng lạ, mẹ nó biết bản thân lái xe yếu nên ít khi nào tự mình chạy ra đường. Hàng ngày đều có cha dượng nó chở đi chợ, đi chơi hay đâu đó đều như vậy. Nhưng buổi tối cái ngày định mệnh hôm đó, nó không biết vì cớ gì mà mẹ nó tự dưng một mình lái chiếc xe tay ga đi ra đường để rồi bị tai nạn như vậy. Nhìn thấy thi thể mẹ mình đầm đìa máu tươi thành như phát điên. Nó khóc tức tưởi ở hành lang bệnh viện Cha dượng nó thì chết lặng ở bên ngoài cửa Nét mặt trầm tĩnh đến lạ Không rõ là quá mức Mức đau khổ hay là Đã sự cảm trước được việc gì Chỉ thấy ông ấy lặng lặng lo chu toàn cho đám tang của vợ Sau khi quan tài mẹ nó được người ta hạ xuống huyệt rồi Thì cha dượng nó cũng lủi thủi đi đâu đó suốt mấy ngày liền công việc kinh doanh cũng tạm ngưng suốt gần một tuần lễ đến khi quay về nó mới biết, biết là ông ta đi chùa lại đưa cho nó sợi dây chuyền mặt phật lúc nãy đưa cho mi bản thân ông hoàng cũng đeo một sợi dây chuyền vàng mặt phật giống vậy ông ta xem như một lá bùa bình an hộ mệnh nên luôn đeo theo bên mình thành nó cảm động nên đeo sợi dây chuyền ấy suốt trên cổ nó nghĩ bản thân sống một cuộc sống an yên cũng là niềm an ủi của mẹ nó ở trên trời thời điểm ấy nó cũng từng có suy nghĩ sẽ hết lòng báo hiếu cho cha dượng như cha ruột của mình thế nhưng thực tế sau đó lại không trôi chảy êm đềm như cách mà nó mong muốn cuộc sống vốn dĩ đang tốt đẹp của nó chỉ một năm sau đó đã dần trở nên tăm tối u ám đến mức một đứa học sinh giỏi tâm tính lúc nào cũng tươi sáng như nó dần trở nên thu mình khép kín Ngoài những lúc đi học Nó chỉ muốn rút máy ở lớp học thêm Chẳng muốn về nhà Căn nhà rộng lớn tràn ngập tiếng cười Và những bữa cơm ấm áp Mà mẹ nó hay chuẩn bị lúc trước Hoàn toàn đã biến mất Hôm nay lại về trễ vậy Thanh Ông Hoàng chủ cửa hàng vật liệu xây dựng khải hoàn lớn nhất cái huyện này Lúc cưới mẹ nó ông ta cũng hơn 40 rồi Bộ dáng khá cao lớn Cương mặt trung niên không có quá nhiều nếp nhăn quần áo lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm tóc tay cắt cao trẻ bảy ba trông gọn gàng khi ông hoàng cười để lộ trên khuôn mặt khá hiền hòa nét điềm tĩnh của một người làm ăn có uy tín lời nói cũng có chừng mực nhất định luôn ôn hòa với mọi người xung quanh tuy bây giờ đã già hơn một chút khi sắp bước vào tuổi ngũ tuần mà vẫn còn rất phong độ nhưng chỉ có thanh mới biết đằng sau bộ mặt đạo mạo đứng đắn đàng hoàng kia lại chính là một kẻ lòng lang dạ sói giờ bẩn đến nhường nào. Thành phát hiện được sau khi mẹ nó mất, ông Hoàng dần thay đổi, lộ rõ bản chất thật sự. Thấy Thành chậm chạp không trả lời, thì ông Hoàng lại nói tiếp. Rết rồi câm hay gì? Dượng hỏi mà không trả lời hả? Thành nén tiếng thở dài, nó đáp. Cô đổi lịch học thêm nhóm của con nên về trễ. Ông Hoàng nhìn chằm chằm vào đứa con riêng của vợ, Năm nay đã 18 bước vào cái tuổi trăng tròn đẹp đẽ tươi tắn nhất Thật là có dáng dấp của một thiếu nữ xinh xắn Có thể dự đoán được qua vài năm nữa Đợi thời gian ấp ủ lắng động rửa sạch duyên hoa rồi Phần xinh đẹp này sẽ nở rộ đến cực hạn Nhất định kinh diễm bốn phương Để dường nói với cô giáo Con gái không nên đi về trễ như vậy Ông Hoàng nghi ngờ nói Thành vẫn rất bình thản không để lộ điểm gì là nó đang nói dối nhóm học buổi tối ít người dễ tập trung hơn dượng không cần nói với cô đâu ông hoàng cũng không nói gì thêm ánh mắt cũng dần trở nên lờ đờ bộ dáng siêu vẹo đi vào trong thanh tránh được một phen dọ hỏi thì cũng rất nhanh đi về phòng riêng nó thở vào nhẹ nhõm khi hôm nay ông hoàng không bắt nó ăn cơm cùng với ông ta từ ngày dượng nó đưa một người phụ nữ khác về thì những bữa cơm của thanh cũng bắt đầu dần trở nên kỳ quặc Thành chán ghét ả à đàn bà mới này của ông Hoàng. Người phụ nữ ấy cũng hơn ba mươi mấy gần bốn mươi, sấp xỉ bằng tuổi, cùng khuôn mặt cũng na ná với mẹ nó. Chỉ có thân hình là đấy đà hấp dẫn hơn mẹ nó một chút. Nhìn cách ăn mặc của bà ta, Thành đoán có lẽ cũng là một người làm ăn. Cổ đeo dây chuyền đá quý, chiếc nhẫn hột xoàn sáng trưng, nổi bật trên làn da trắng mút của bà ta. Một cảm giác sang trọng quý phái hơn rất nhiều có cảm giác thân hình ấy được bà ta bảo dưỡng rất tốt. Bà ta mỗi khi nấu ăn xong đều sẽ dọn lên bàn ăn một cách đẹp đẽ. Đập vào mắt là gây nên cảm giác thèm ăn cực kỳ. Đến nỗi ông Hoàng ăn riết như trở nên nghiện. Bữa nào cũng ăn một cách ngon lành. Thành sau khi tắm rửa chuẩn bị ngồi vào bàn học, nhưng sự đời lại không êm đẹp như nó vẫn mong ước. Tiếng rên rỉ của cha dưỡng và nhân tình của ông ta từ bên ngoài truyền đến tai. Thành nhíu mày khó chịu Nó vội lấy tay phone đeo vào Mở loa lớn hết cỡ Để lấn át đi cái âm thanh đầy dục vọng kia Người phụ nữ ấy quả thật là lặng lơ Cả tiếng rên cũng đầy khoái cảm như vậy Cha dường nó bị mê hoặc cũng là điều dễ hiểu Thế nhưng Cái việc đáng ghét nhất chính là hai người bọn họ Lại làm cái chuyện đó ở ngay giữa nhà Không hề quan tâm đến sự có mặt của Thanh ở nhà lần đầu tiên thanh phát hiện được là lúc bọn họ quan hệ ngay trước di ảnh của mẹ nó ông hoàng dường như muốn tìm sự kích thích ở những nơi như vậy bị thanh nhìn thấy ông ta chẳng những không ngại mà còn hì hục hơn ánh mắt lờ đờ nhìn chăm chăm cái thân hình của nhân tình bên dưới đầy dục niệm người đàn bà chưa chén ấy cũng không biết ngại là gì bà ta còn la lớn hơn nhìn thanh bằng ánh mắt lả lơi như khiêu khích con nhỏ lúc ấy thanh thật sự bị một trận kích động lớn nó thương mẹ nó bao nhiêu thì lại càng ghét ông hoàng và người đàn bà đó bấy nhiêu nó muốn về nhà ngoại nhưng bà ngoại nó bệnh nặng không nuôi nổi nó cũng không muốn trở thành gánh nặng cùng nỗi lo của bà lúc gần đất xa trời nhà nội của nó còn tệ bạc hơn khi không nhìn mặt nó không cho nó vào nhà thanh nó đành nhấn nhìn tiếp tục sống cùng với cha dượng thanh biết mình học giỏi nó không muốn hủy hoại tương lai của mình Nên cố cắn răng nhịn để tiếp tục được đi học Nó mong mỏi từng ngày để tốt nghiệp lớp 12 Cố gắng lấy học bổng để rời khỏi cái nơi như địa ngục này Dần dài những lần bắt gặp ông Hoàng cùng với bà nhân tình cũng nhiều hơn Thành cũng đã dần quen hơn Nó có mắt nhưng làm như mù Xem như không nghe thấy Thế nhưng Ông Hoàng và người đàn bà ấy dường như không muốn nó sống yên ổn như vậy liền nghĩ ra cách để hành hạ tinh thần của nó Họ xem Thanh như một món đồ chơi Tùy ý hành hạ tinh thần của nó Mỗi bữa cơm đúng giờ ông Hoàng đều sẽ bắt nó xuống ăn cùng mình và nhân tình mới Bữa cơm sẽ chẳng có gì để nói Nếu như trên màn hình tivi Là những thước phim người lớn đầy kích thích Thành lại bị một trận kinh hoàng Nó vùng vằng đứng dậy muốn bỏ đi nhưng đã bị ông Hoàng kéo lại. Ông ta hăm dọa. Nếu con không ăn hết bữa cơm này thì đừng nghĩ tới chuyện đi học nữa. Ở nhà đợi đến tuổi rồi đi lấy chồng. Ngữ khí của ông Hoàng không giận mà uy khiến Thanh chùn bước. Nó nhìn gương mặt nghiêm nghị của cha dượng mà lòng dâng lên một cố cảm giác uất hận. Con người của Thanh bản tính không cứng cỏi giống mi, cũng không ngoan cường được như thủy nhưng nó có tính nhẫn nhịn phi thường rồi. Nó nuốt uất ức vào trong lòng ngồi xuống tiếp tục bữa ăn. Miệng ăn cơm không khác gì nhai sỏi nhai đá. Nó chăm chăm nhìn vào chén cơm, không nhìn lên màn hình có chiếu những thứ dơ bẩn kia. Nhưng âm thanh bẩn thỉu vẫn lọt vào tai, khiến nó cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Ông Hoàng nhìn nhân tình rồi mỉm cười đầy đê tiện. Ai à, nhân tình không biết xấu hổ kia cũng được đằng chân lên đằng đầu ống ẻo nói với Thanh bằng gương mặt cực kỳ ám muội ngẩng mặt lên, vừa ăn vừa xem tivi mới thú vị chứ Thanh. Bà ta cũng muốn khiêu khích, vuốt ve dọc khuỷu tay trắng nón của Thanh một cách đầy mơn trớn. Một trận tê giải kinh dị chuyển khắp thân thể. Sóng lưng Thanh dâng trào một cảm giác kinh tởm Dường như tất cả những da gà, da óc của nó đều nổi cộm lên cực kỳ khó chịu. Hơi thở đầy ám muội của mùi nước hoa nồng đậm của bà ta cũng làm thanh muốn nôn hết những gì vừa ăn ra nó nghiêng mặt chân mày cau lại đẩy bàn tay dơ bẩn của bà ta ra khỏi người mình nó ăn thật nhanh chén cơm rồi bỏ đi lên phòng trước sự khó chịu cùng ánh mắt khinh bỉ của thanh bà ta vẫn không cảm thấy bực bội chỉ nhìn theo đầy thỏa mãn trong căn nhà rộng lớn sang trọng nhưng lại có những con người dơ bẩn như vậy thành như một bông sen chớm nở mang theo sự thuần khiết nhất định. Bà ta vừa nhìn đã nhìn chúng đứa nhỏ mới lớn xinh đẹp này. Sự sạch sẽ của Thanh dường như càng làm nổi bật cái vẻ giả nua xuống sắc, không đứng đắn của bà ta. Bà ta từng bước muốn nhúng chàm cái sự trong sáng sạch sẽ ấy của Thanh. Điều đó khiến bà ta cảm thấy hết sức hạ dạ. Cậu dẫn được một cá đàn ông trung niên gần đất xa trời như ông Hoàng không có gì là khó khăn bằng chứng là chỉ mới một thời gian ngắn ông hoàng đã mê bà ta như điếu đổ bà ta chẳng cảm thấy thú vị nhưng nếu dụ dỗ được một thiếu nữ thanh thuần nguyên vẹn như thanh mới là điều khiến bà ta cảm thấy kích thích cũng thú vị những gì ông hoàng làm đều là do bà ta từng bước dẫn dụ và sai khiến ông ta làm theo ý mình trong mắt bà ta thanh như một chú cừu non miếng mồi tươi ngon mơn mợn những bữa ăn bất ổn như vậy kéo dài đã mấy tháng nay những bữa cơm gia đình tưởng như ấm áp nhất của con người cũng là niềm ao ước của vô số người khốn khó ngoài kia nhưng đối với thanh lại là những cơn ác mộng đến chết cũng không muốn đối diện thanh tìm cách ở trường suốt ngày cùng với đó những lớp học thêm cũng được đăng ký dày đặc hơn thanh vùi đầu vào học ông hoàng ấy vậy mà không hề keo kiệt với nó mỗi tuần đều đặn cho tiền nó dư giả dạ để đóng học phí và tiêu xài. Đây là điều mà bà nhân tình kia xúi dục ông ta dùng tiền để trói buộc đứa trẻ. Cứ cho nó chi tiêu thoải mái cho đến khi nó đã quen với cuộc sống dư giả, dạ, không làm chủ được kinh tế như vậy, dần dần sẽ phụ thuộc vào người cho nó tiền như ông. Kiên nhấn tưới nước cho mầm non, chờ đợi thời cơ để thu hoạch trái ngon. Đêm này cũng vậy, những thứ âm thanh đầy dục vọng kia lại ám ảnh tâm trí nó. Thanh cực kỳ chán ghét cuộc sống như thế này, lại phải chịu đựng một thời gian dài đến vậy. Âm thanh ấy càng lúc càng gần, mỗi lúc một lớn hơn. Rõ ràng là hai người bọn họ đang làm cái chuyện đáng xấu hổ kia ở ngay trước phòng của nó. Thấy tay phôn dường như không có tác dụng, nó khó chịu đắp chăn phủ kín đầu, vùi mặt dưới chiếc cối giày để không phải nghe những thứ ghê tởm ấy tiếng rên rỉ dần thưa thớt nhường cho những hơi thở dốc đầy mệt mỏi của ả à đàn bà kia em chịu hết nổi rồi sao ông hoàng đầy thỏa mãn hỏi tiếng nói dường như xuyên không gian chuyển đến văng vẳng bên tai của thanh đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi phải chịu đựng những thứ dục niệm thấp kém của hai con người đổi trụy kia thanh mặc dù đỉnh điểm khó chịu nhưng lại bất lực chịu đựng à... Em không ngon bằng con bé kia Bà ta nhỏ giọng Thều thảo bên tai ông Hoàng như kích thích Ông Hoàng cũng thấp giọng đáp Nhưng mà nó chưa đủ tuổi Em muốn anh đi tù ư Ông Hoàng dựa lưng vào cửa Cánh cửa kêu lên một tiếng Làm thanh bên trong Bị một phen giật mình Đợi sang năm nữa thôi Bà ta dẫn dụ nó Ông Hoàng ẩn ý trả lời nhưng anh lại không thích cỏ non như nó Không có gì thú vị cả Rượu ủ lâu năm như em Vẫn có tư vị đặc biệt hơn Hai con người già nua ấy Vẫn tỉnh tứ trao đổi Mặc cho một tâm hồn trong sáng Vẫn âm thầm chán ghét ở bên trong Ông Hoàng lại tiếp tục Nói khẽ vào tay nhân tình của mình Anh biết em cũng thích nó Chờ anh kiểm duyệt qua Sẽ giao cho em thưởng thức Chừng đó muốn nhai muốn nuốt gì Thì tùy ý em Bà ta cười đến gian tà đáp Anh để chịu nhường con bé đó cho em sao Miễn em thích là được rồi Em là nhất rồi Cả hai người bọn họ đồng thanh cười đầy thỏa mãn Dường như một cuộc giao dịch đã được hình thành Mà mống xấu xa đã len lỏi vào tâm trí Vốn đã đen tối của những kẻ biến thái đội lốt doanh nhân thành đạt Thành bên trong phòng nắm chặt ga giường Một cảm giác uất hận trào dâng trong lòng nó hận đến thấu xương Thế gian lại có những kẻ đáng sợ vô liêm sỉ đến như vậy Họ tưởng những gì họ nói nó không hề nghe thế ư Đúng là một lũ đổi bại Thành nghiến rằng cố chịu đựng cơn phấn uất đang dâng lên Nó nhếch miệng cười Tôi không ngồi yên để các người tùy ý tính toán cuộc đời tôi đâu Là các người bất nhân trước Đừng có trách tôi bất nghĩa Mãi cho đến khi không còn bất kỳ tiếng động nào Hai con người đổi bại kia cuối cùng cũng chịu rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho thanh nó hít thở thật sâu sau thời gian dài vùi mặt dưới gối dù cho tâm trạng nặng nề nhưng thanh vẫn cố ngồi dậy đi lại bàn học nó tập trung đầu óc cố lấy lại tinh thần để học và làm bài tập nó biết bản thân càng phải cố gắng nhiều hơn nữa phía sau nó không còn chỗ dựa bản thân phải tự biến mình trở nên cường đại hơn để bảo vệ chính mình Học tập là con đường duy nhất để thoát khỏi cái hoàn cảnh chớ trêu này. Nó không muốn sống trong cái cảnh cá chậu chim lồng này mãi. Thanh là một đứa nhỏ không có gì ngoài trí não tính nhẫn nại phi thường. Nó cũng tự biết điểm mạnh của mình ở đâu để tập trung phát huy. Cũng không biết qua bao lâu, Thanh mệt mỏi nằm gục xuống trên bàn học, dần chìm vào giấc ngủ khi trên tay vẫn còn cầm hờ cây viết. Giấc ngủ không sâu khi cả thân thể ê ẩm Thanh mơ hồ cảm thấy bản thân vô lực Hai chân mỏi mệt đi trên con đường vắng Thứ ánh sáng leo lét từ phía đối diện Là hai bóng đèn sáng khoác Từ chiếc xe hơi đang lao đến Nó đứng giữa đường bị động Chờ đợi chiếc xe ấy đâm đến Thanh nhau mắt nhìn chiếc xe đó Nó chợt giật mình hét lớn Cơn sợ hãi tràn ngập tâm trí Giây phút ấy nó thật sự hoảng loạn Nó nghĩ Nó sẽ bị xe tông chết mất Chiếc xe lao nhanh đến mỗi lúc một gần Hai chân nó như bất động muốn chạy Nhưng không thể nào nhấc chân lên Khoảnh khắc Chiếc xe sát một bên thân thể Thành theo bản năng nhắm tịt mắt Miệng hét lớn đầy kinh hãi Thế nhưng chỉ nghe Một tiếng đùng vang rồi Tiếp theo đó là tiếng rít lên đầy ám ảnh Giữa thứ gì đó ma sát với mặt đường Thành hé mắt Nó kinh hồn khi thấy chiếc xe tay ga Cũng rất quen thuộc kia Cùng thân thể bất động đầy máu me dưới đất chính là mẹ của nó một thân thể không còn nguyên vẹn máu tươi ộc từ khóe miệng tờ máu vươn đầy hai bên mép hơi thở thoi thóp hai bên trán dính đầy đất đá thân thể mẹ nó thật đáng thương nằm giữa đường vắng không một ai nhìn thấy thành vừa khóc vừa gào thét trong màn đêm cứu mẹ con có ai không làm ơn cứu mẹ con với chiếc xe hơi vừa tông mẹ nó lại rổ ga bánh xe nhích lên tiến về phía trước Lại nhẫn tâm cán ngang qua thân thể mẹ nó thêm một lần nữa Thanh ôm chậm lấy thân thể mẹ nó Nhắm tịt mắt chịu đựng Chiếc xe xuyên qua người nó Rồi chạy đi mất hút trong khoảng không gian tối Biến mất như chưa từng xuất hiện Khoảnh khắc cuối cùng ấy Gương mặt Thanh nhìn thấy cuối cùng Chính là nhân tình của cha dượng nó bây giờ Bà ta một mặt bình tĩnh với đôi mắt sách đường eyeliner sắc lẹm mi mắt vuốt mascara cong vút ánh mắt hở hững lái xe rời đi ánh sáng đỏ âm ỉ từ đèn sau của chiếc xe hơi khiến thanh đau nhức hai bên thái dương cơn đau nhói chuyển đến khiến thanh khó chịu nó muốn đuổi theo chiếc xe ấy để giết chết bà ta trả thù cho mẹ nó nhưng cánh tay của mẹ nó lại bấu chặt lấy người nó lắc đầu mẹ nó sức tàn lực kiệt đã không thể nói được gì khung cảnh xoay chuyển nhanh như gió thổi khiến thanh nhất thời không theo kịp đầu nó đau nhức ong ong lên hoa cả mắt nó lại nhìn thấy cái hôm người ta chôn mẹ nó gương mặt đau buồn của ông hoàng làm nó cảm thấy hết sức giả tạo và buồn nôn nó mới để ý đến ả à nhân tình kia cũng xuất hiện bà ta mặc chiếc đầm đen khuôn mặt ma mị đứng lẫn trong đám người đưa tang miệng nở một nụ cười quái dị nhìn chiếc quan tài từ từ đưa xuống lòng đất những cảnh tượng vụn vặt đang xen vào nhau thanh lại nhìn thấy hai người bọn họ lõa thể cùng nhau ở một căn phòng kín bờ lưng nuột nà của bà ta vẽ đầy những hình thù quái dị nụ cười âm vang như gần như xa làm thanh cảm thấy cực kỳ trói tai bà ta lại đeo lên cổ ông hoàng một sợi dây chuyền mặt phật nhưng mặt phật ấy lại dính đẫm máu tươi ông hoàng mặt như bị thôi miên để mặc cho bà ta dùng dao cứa từng đường lên cơ thể Máu rỉ ra Bà ta lại dùng tay vẽ thành những dòng chữ quán quéo giống như bùa chú Trong những bộ phim kinh dị Thái Lan Máu và mồ hôi nhễ nhại tạo thành thứ mùi hỗn hợp đầy ngột ngạt Tiếng chú niệm âm âm vang vang Thì thào bên tai nó Khiến nó đau nhức cả đầu Một cảm giác lạ lẫm như có hàng ngàn con rắn rết bỏ ngọ nguậy Bên dưới lớp da thịt Ngỡ ngáy ngột ngạt nhưng không cách nào xoa dịu được cảm giác trái tim cũng đau đớn tựa như vực sâu không đáy chẳng gì có thể lấp đầy hơi thở ở lồng ngực đi lên không được đi xuống cũng chẳng xong kẹt ngay ở đó ngột ngạt ức nghẹn đến phát hoảng ánh mắt sắc lẹm của bà ta bỗng nhiên hướng về phía của thanh đang đứng một màu đỏ hoắt rực rỡ nổi bật giữa căn phòng tối khiến thanh cảm giác như mình phát hiện phản ứng đầu tiên là giật mình rồi hoảng sợ hét lớn nó bừng tỉnh mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống mặt thấm đẫm trên trang giấy trắng cảm giác sợ hãi vẫn còn ám ảnh lấy thần trí nhìn đống đề cương nằm hỗn loạn trên bàn thành thở hắt ra một cái hóa ra là giấc mơ một giấc mơ không đẹp đẽ gì nó như được chứng kiến lại cái cảnh tượng đêm đó mẹ nó mất thành hoàng hồn khi nhớ lại chẳng lẽ người tông chết mẹ nó chính là bà ta Thành lắc đầu cố xua đi ý nghĩ ấy, có lẽ do mỗi ngày nó đều nhìn thấy bà ta, sự chán ghét bà ấy cũng len lỏi vào tâm trạng rồi đi vào giấc mơ của nó mà thôi. Vậy còn cảnh tượng ở hôm đám tang, rồi khung cảnh kinh dị trong căn phòng tối kia nữa. Thành tua lại trí nhớ, cố sắp xếp những gì nhìn thấy trong mơ một cách có trật tự nhất, nhưng cũng không cảm thấy xác thực, đều chỉ là những mảnh vụn vỡ không khớp nối nhau có lẽ chỉ là một giấc mơ Nó hoàn toàn không có chứng cứ gì Thần xác mẹ nó cũng đã nằm sâu dưới ba tấc đất Nhưng sợi dây chuyền mặt Phật ông Hoàng đeo là sự thật Thành nhèn nhóm Một sự hoài nghi trong lòng Hôm sau là chủ nhật Sáng sớm Thành đã rời khỏi nhà trước khi ông Hoàng và bà kia thức dậy Có những ngày ả à nhân tình kia sẽ ngủ qua đêm lại nhà của nó nó chán ghét đến mức chỉ muốn thức thật sớm để khỏi nhìn thấy bộ mặt khó ưa của bà ta thanh mua đồ ăn sáng mang đến chỗ của thủy và mi nó đi đạp xe nhanh hơn một chút vì sợ hai đứa bạn của mình đói thanh đậu xe ở trước cổng nhà văn hóa rồi xách đồ đi vào bên trong chú bảo vệ lúc sáng sau khi mở cửa đã đi chợ ăn sáng uống cà phê thanh đến thì đã không thấy ai nó tự nhiên mở cửa rồi đi vào bên trong nó phải đi qua một đoạn hành lang dài mới đến sân khấu Bước qua khoảng sân xi măng trống của lớp học võ Mấy chiếc đai xanh đỏ treo trên giá Cảm giác hoang tàn bị gió thổi bay bay trông hết sức đáng sợ Gần đến đoạn ngã rẽ đi thẳng là đến sân khấu Rẽ trái là hành lang ngắn dẫn đến khu để đồ Dụng cụ biểu diễn Thành đi chậm lại Đôi dép của nó như đạp phải thứ gì đó Như bị một chất keo lỏng dưới nền dính chặt bước chân như cũng nặng nề hơn Nó cúi đầu xem thì không thấy gì Đế dép vẫn rất sạch sẽ Thành lại có cảm giác hai bên vai mình Như bị một vật gì đó đeo bám Cổ và gáy ngứa ngáy như có ai đó Dùng bông tăm ngoáy vào nhột nhột Thanh theo bản năng đưa tay lên phủi đi Cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu đó Cỡ xuống đưa ra trước mặt để xem Hóa ra là mớ mạng nhện rối ren Mỏng manh vướng trên tóc gáy nó thổi rồi phủi tay cho hết Lại rờ phía sau gáy và đầu tóc xem còn dính nữa không Chỗ này cũ kỹ bẩn thỉu, Xem ra mẹ của Thủy đúng thật là nghèo rớt mồng tơi Rồi mới chịu ở lại cái nơi như vậy Mặt khác cũng là một nơi rất kín đáo Không phải ai cũng còn nhớ đến nơi này Đang suy nghĩ bâng quơ thì thanh chợt khựng người Cảm giác ớn lạnh bao quanh lấy thân thể nhỏ bé của nó Đoạn rẽ qua hành lang nó vừa thấy một bóng người tóc dài lướt qua là ai chẳng lẽ là mẹ của thủy đã về hay sao không mẹ của thủy tóc không dài người cũng không cao như vậy thành nhíu mày cố nhớ cái bóng ấy thật sự rất quen thuộc nhưng nhất thời nghĩ không ra dáng người mẹ của thủy cũng không được thẳng tóc sang trọng như vậy nó theo bản tính tò mò vốn có của con người lập tức đi nhanh hơn đuổi theo xem cái bóng ấy là ai Tiếng dép lê của Thanh làm âm vang giữa khoảng không gian yên tĩnh Đến cuối đoạn hành lang thì nó dừng lại Đoạn này chỉ có một khúc không có phòng ốc nào khác Lại là ngõ cụt chỉ dùng để chứa dụng cụ trang trí của sân khấu Vậy cái người lúc nãy đã đi đâu? Nó bất giác có chút sợ hãi Cảm giác ớn lạnh sóng lưng lại tìm đến Thành có biết tin đồn cái khu vực sân khấu bỏ trống này có ma nhưng nó lại không nghĩ mình có thể gặp ma ở giữa ban ngày ban mặt như vậy cho nên mới can đảm đi đến cuối ngõ cụt của đoạn hành lang này đều là những tấm màn cũ kỹ đầy bụi bặm có cả những bó mai giả chất chồng lên nhau cánh hoa phủ đầy bụi nó lắc đầu quay lại định đi đến chỗ của my và thủy ở sân khấu chính thanh vừa quay đầu đã giật mình hét lớn tìm nó như khựng lại mất mấy giây Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đoàn ngã rẽ. Phía trước chính là cái bóng lúc nãy, phía sau lại là ngõ cụt. Thanh bị kẹt ở chính giữa không thể chạy. Nó run rẩy thu hết can đảm nhìn gương mặt ấy. Một gương mặt đầy máu me và cát đá li ti. Những vết thương chẳng chỉ đan xen vào nhau, làm cho gương mặt nát bét không nhìn rõ nhân dạng. Mái tóc dài bết vào nhau thành một mớ. Máu từ trên ống quần nhiễu xuống nền gạch. Vị rạ từng giọt đỏ tươi Hai tay nát bét Lòi những ống xương ra bên ngoài Hơi thở thoi thóp Chốc chốc lại phát ra tiếng rên đầy đau đớn Thanh thoạt đầu Kinh hãi Nhưng dần dần Nó nhận ra cái đầm quen thuộc kia Cái đầm màu vàng nhạt ấy chính tay nó đã chọn Cũng là cái đầm mẹ nó mặc hôm xảy ra tai nạn Cướp đi mạng sống của bà Nó không còn sợ nữa Mà thay vào đó là cảm giác nhói lòng giàn xé tâm can Nỗi đau của kẻ âm người dương cách biệt Khoảnh khắc ấy dường như Bao nhiêu ức ức nó phải chịu đựng bấy lâu Như sóng vỗ tràn bờ Đều bị tuôn trào tung tóe. Nó muốn chạy lại Ôm chầm lấy mẹ nó để kể lệ khóc lóc một trận cho thỏa đáng Nội tâm bỗng chốc như một đứa trẻ nhớ mẹ khóc nhẹ Bóng ma của mẹ nó dường như cũng cảm nhận được Tiếng khóc nỉ non khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng Mẹ là mẹ phải không Nó kích động khi nghĩ đời này Lại có thể gặp lại mẹ nó một lần nữa Thành chạy đến muốn lại gần mẹ nó thêm một chút Nhưng bóng ma của mẹ nó lùi lại Dường như đang cố tránh xa nó Cái bóng ấy lặng im một hồi Mới chậm rãi cất lời Là mẹ Mẹ nhớ Thanh lắm Thanh nó bật khóc nức nở Như xé cõi lòng của người mẹ chết thảm kia Còn nhớ mẹ lắm mẹ nó bỏ con đi sớm con con nó ức nghẹn không thể nói tiếp thành lời nó làm sao nói ra được những điều kinh tởm mà nó phải chịu đựng ở nhà với mẹ nó mà nó không nói thì mẹ nó có lẽ cũng biết cũng hiểu mẹ biết con chịu nhiều uất ức mẹ chết oan lắm bọn họ hại mẹ mẹ muốn về thăm con nhưng bị sợi dây chuyền kia cản trở thành cũng cảm giác ngờ ngợ có điều không đúng cảm thấy từ khi nó tháo sợi dây chuyền kia đưa cho mi thì nó cũng bắt đầu gặp những chuyện quái dị như vậy từ giấc mơ kinh hãi đêm qua đến gương mặt quỷ dị của ả nhân tình kia bây giờ mẹ nó lại hiện hồn về nói chết oan chắc chắn là có liên quan đến bà ta thành bị một cố cảm giác hận đến thấu xương thanh thanh trời ơi mày bị làm sao vậy thanh Thành muốn nói gì đó Thêm với mẹ mình Nhưng đã bị tiếng gọi của ai đó đánh thức Nó mệt mỏi mở mí mắt Trước mặt nó là gương mặt lo lắng của Thủy Thủy dùng tay vỗ vỗ và má gọi nó tỉnh dậy Thành cau mày bật người dậy nhìn xung quanh À tao... tao... Nó nhìn thấy mình đang nằm bệt dưới nền gạch Ở ngay khúc cua quẹo dẫn đến đoạn hành lang ngõ cụt kia Quần áo dính đầy bụi bẩn thì ngồi bên cạnh lo lắng cho nó Thành bất giác hối tiếc vô cùng Nó đáng lý có thể gặp mẹ nó lâu hơn một chút Bị thủy phá hỏng Nó có chút bực bội Nhưng nhìn thái độ hoang mang lo lắng của bạn nó Lại không nỡ trách Mày làm gì nằm ở đây vậy? Trúng gió hay gì? À, không, tao nằm mơ Thủy kinh ngạc hỏi Mắc gì nằm mơ ở chỗ này? Cũng may là tao đi ngang phát hiện Chứ thôi là không biết mày nằm ở đây tới chừng nào Thanh đau đầu cũng không muốn tiếp tục nói với Thủy Nó chậm chậm đứng dậy muốn đi tới sân khấu Còn mì đâu? Nó đỡ chưa? Nó thức trắng nguyên đêm Bây giờ mới ngủ được một chút đó Ờ, đi vô trước rồi nói Thủy không yên tâm Một tay xách túi đồ của Thanh Một tay vừa đỡ nó đi vào sân khấu Chỗ có mấy cái ghế dài để cho Thanh ngồi nghỉ Nó nhìn gương mặt tái mét của Thanh Thì sợ nó bị trúng gió Tào thấy mày với con mi qua tới giờ lạ lắm nghe Tụi bây không khỏe thì đi khám bệnh thử đi Mày cũng bớt thức khuya học bài đi Sức khỏe quan trọng hơn Mày sống khỏe mẹ mày mới yên tâm Thủy khuyên nhủ như một đứa lạc quan nhất trong nhóm Nó đứng ở khía cạnh sáng suốt nhất để đưa ra lời khuyên Cũng không quản bản thân bị mang tiếng là bà cụ non Thành phủi tay Không có gì đâu, còn một năm nữa thôi cố gắng một chút sau này biết yên tâm ngủ ngon được Ừ ờ... Thủy cũng không còn gì để nói Bà đứa bà tính cách khác biệt như vậy Cũng không hiểu sao lại chơi chung với nhau được Thành thì cắm đầu cắm cổ học Mỗi tiết kiểm tra đều gánh Thủy với mi muốn còng lưng Thủy thì chỉ học vừa đủ Vừa đủ điểm lên lớp Vừa đủ điểm tốt nghiệp Còn mi thì có dí dao vào cổ ép Cô cũng không có chịu học vào đến nơi thì thấy mi vẫn còn ngủ mi mắt nó vẫn run run như vẫn ngủ không ngon giấc Thanh mệt mỏi ngồi xuống cái ghế cũ kỹ Bận thần nhớ lại những gì vừa gặp Nó không hiểu sao mình lại có thể nằm ngủ ở chỗ đó được Nó vô thức nhớ lại cái bóng lướt ngang qua đó Cũng là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi bất tỉnh Chẳng lẽ là mẹ của nó Vậy những lời mẹ nó nói chắc chắn là sự thật Tai nạn bất ngờ lấy đi tính mạng của mẹ nó cũng có thể liên quan đến cặp gian phu dâm phụ kia bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang xuất hiện trong đầu của thanh khiến nó rối não buồn bực vô cùng một nỗi căm phẫn lại len lỏi trong lòng nó nó muốn người chết là hai kẻ dơ bẩn kia chứ không phải là mẹ nó thủy thấy thanh ngồi thất thần thì tò mò hỏi mày sao vậy thanh có bị gì không tao đưa mày đi bệnh viện thanh lắc đầu đáp tao không sao Mày biết con mi làm tao lo muốn chết Chuyện gì cũng giấu tao hết Thủy có chút bực bội nói Nó ghét nhất là bạn bè mà không tin tưởng lẫn nhau Đêm qua mi cũng vậy Bây giờ Thanh cũng y hệt như vậy Rõ ràng nó có chuyện không vui Nhưng cứ nhất định giấu nó Tao không sao thiệt mà Thanh vội nói khi thấy thái độ không vui giận dỗi của bạn Nó hiểu là Thủy đang lo cho nó Nhưng nó lại không muốn nói chuyện này với Thủy Thủy nó vô tư vô lo, mặc dù bà mẹ kế hay hoạnh hoẹ kiếm chuyện đuổi nó ra khỏi nhà, chả nó cũng vô tâm để mặc cho bà ta làm khó dễ con gái ruột của mình. Nhưng Thủy vẫn sống một cuộc sống rất lạc quan, không mang một hoài báo lớn như nó. Thanh là người có tham vọng, có khát khao đến những nơi rộng lớn, một môi trường sống sạch sẽ hơn, bởi vậy nó không muốn lây cái sự phiền não của mình sang cho Thủy. Thành đánh lạng sang chuyện khác Là lấy đồ ăn sáng mua lúc nãy đưa cho Thủy biểu Thủy ăn Nó cũng lấy để cương ra làm Nhưng hôm nay nó không cách nào tập trung cho được Ngay cả Thủy ngồi bên cạnh Cũng thấy được biểu cảm bất thường của Thanh Thủy lại hỏi Rõ ràng là mày có chuyện gì mà giấu tao nè Thanh trột ra nói Tao thì có chuyện gì giấu mày chứ con khùng Thủy vừa gặm bánh mì vừa nói bạn bè mà không tin tưởng nhau gì hết Buồn hai đứa bay quá Thành suy nghĩ một chút rồi rẻ dặt hỏi Mày có tin trên đời này có ma không? Thủy thản nhiên đáp Tin chứ Mẹ ta nói có cõi dương thì cũng sẽ có cõi âm Người âm vẫn tồn tại xung quanh Chỉ là tụi mình không nhìn thấy mà thôi Thành đăm chiêu nhìn bạn Lòng có chút phân vân Mà sao mày hỏi vậy? Hồi nãy mày nói nằm mơ chẳng lẽ mày cũng mơ thấy ma giống con mi hả? Thủy thắc mắc hỏi khiến Thanh ấp úng không biết trả lời như thế nào. Mất một lúc sau nó mới thành thật trả lời. Tao nằm mơ thấy mẹ tao, bà nói bị người ta hám hại. Trong giấc mơ tao còn thấy dưỡng tao với nhân tình của ông nữa. Thanh kể lại những gì đã thấy trong mơ cho Thủy nghe. Dường như nó cũng chỉ có Thủy với mi để chia sẻ. Nhìn bộ dạng thất thần của mi hôm qua, nó biết bây giờ chỉ có thể nói với thủy mà thôi ghê vậy hay là do ban ngày mày ghét hai người họ nên đêm về mày suy diễn rồi mơ bậy mơ bạ vậy thôi chứ lẽ nào mẹ mày bị tông chết vậy mà công an người ta bỏ qua dễ dàng vậy ư thanh lắc đầu không đồng tình nói dượng tao làm ăn lớn có quen biết rộng muốn bịt miệng người ta cũng không phải là chuyện khó mà tức cái là năm mẹ tao mất lúc đó tao nhỏ quá không biết mà cũng không có nghi ngờ hỏi han gì hết Nghĩ lại đúng là khả nghi Rồi thêm cái sợi dây chuyền mặt Phật nữa Chẳng lẽ khi không ông tốt mà mua cho tao đeo vậy sao Từ lúc hôm qua tháo xuống đưa cho con mi Thì tao tâm gặp chuyện liên quan đến mẹ tao với ông ta Đâu thể nào trùng hợp như vậy Thanh chậm chậm phân tích cho Thủy nghe Thủy là người ngoài cuộc sẽ có suy nghĩ Cùng cái nhìn khách quan Và sáng suốt hơn nó lúc này nhưng Thành lại không kể những việc làm đổi bại của hai người kia đã làm với nó trong hai năm qua cho Thủy nghe. Nó sợ Thủy sẽ ghê tởm nó, nội tâm nó bất giác như cũng bị lây nhiễm cái sự bẩn thỉu của ông Hoàng và ả nhân tình của ông ta. Thủy nhíu mày kết luận, nói cho cùng cũng chỉ là giấc mơ của mày thôi. "Ờ." Ừ. Thành gật đầu xác nhận, Thủy lại nói tiếp, hay là bây giờ mày về nhà cẩn thận quan sát một chút Nếu giấc mơ thật sự là mẹ mày báo mộng Thì lúc đó tìm kế hoạch vạch trần bọn họ cũng không muộn Nhất là bà ta Nếu có ý đồ thì sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra thôi Lưới trời lồng lồng Thừa mà không thoát được đâu Thủy đưa ra biện pháp được xem là hợp tình hợp lý nhất lúc này Ừ, mày nói phải Nếu là do bọn họ làm Thì nhất định sẽ có kẻ hở Mẹ tao thật sự không thể chết oan như vậy được Thành đành mặt cho dù có phải là do bọn họ làm hay không Thì cái sự căm ghét trong nó vẫn không giảm Nó nhớ lại những lời hai con người vô sỉ kia bàn bạc với nhau Nập bất giác nghiến răng nghiến lời Hận không thể lập tức khiến bọn họ chết rục trong tủ tội Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây Bởi câu chuyện này khá là dài Và như Thuận đã nói ban đầu sẽ được chia thành hai phần khác nhau Và câu chuyện đang rất là hay đúng không ạ liệu rằng cuộc đời tiếp theo của ba cô gái đáng thương này sẽ còn phải đối mặt với điều gì nữa đây? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe theo dõi phần kết của câu chuyện vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dân Đường Quay Âm nhé. Còn bây giờ, chúc tất cả quý vị ngủ ngon.